Con kính chào thầy, con kính chào sư cô. Dạ. Dạ, con kính chào thầy, kính chào ni sư và đại chúng ạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể đại chúng. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành kính đảnh lễ thầy. Kính chào toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 2021. Là buổi tu học online hàng tuần vào lúc 14:30 tại đường Linh Sung của chùa Bảo Đức. Quang Lâm chứng minh giảng dạy cho buổi tu học hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thượng Hoàng Hà Khai, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất châu Âu đến từ chùa Khuôn Việt Na Uy. Chúng con thành kính đảnh lễ thầy. Và chúng tôi cũng xin trân trọng chào đón tất cả quý Phật tử, nam nữ, cư sĩ, học viên đã về tham dự trong buổi tu học chiều nay. Và chúng tôi xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến toàn thể đại chúng và kính chúc đại chúng có một buổi tu học thật an lạc. Kính bạch thầy, giờ đây đại chúng cũng đã tề tụ về lớp học và thời khắc của buổi học cũng đã bắt đầu. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu cho buổi giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính bạch ni sư trụ trì như chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch ni sư trụ trì chùa Bảo Đức, kính bạch quý thầy cô, nếu có đồng dung. Sợ quý thầy cô đôi khi đi tàu lặn ở trong đó. Kính thưa toàn thể đại chúng, Phật tử, cư sĩ hiện diện ở trong Zoom hôm nay. Thì tính ra từ hôm ra Tết đến giờ là lần này lần thứ hai. Không biết có đúng không? Chắc vậy ha. Hy vọng đúng như vậy. Thì vừa rồi là chúng ta chỉ nói chuyện gọi là câu chuyện đầu năm. Cũng như là những cái diễn biến tình hình của năm mới và nó nối tiếp theo của năm cũ, đó là chuyện của Covid. Thì hôm nay chúng ta không có nói chuyện chuyện cũ chuyện mới nữa, mà là nói chuyện xưa nay. Từ hai ngàn mấy năm Đức Phật nói, bây giờ mình chỉ xin được nói theo vậy thôi. Thì cái chủ đề mà chúng ta chủ đề mà chúng ta đang nói thì từ trước nay đó, đó là chủ đề mà gọi là tư lương về tịnh độ, cũng giống như là tư lương của Đại Thừa. Bởi vì khi chúng ta nói đến tịnh độ thì đó là chúng ta nói đến Đại Thừa. Cho nên nói chung lại, trong hôm trước chúng ta có nghe sơ qua đó, thì trong những cái yếu điểm mà gọi là Đức Phật gọi là cái tịnh nghiệp á, mà chư Phật ba đời trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều tu tập những cái tư lương như vậy để vãng sanh tịnh độ. Thì cái tịnh nghiệp mà
Thứ nhất mà chúng ta cái như là biết đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, cũng như là giữ lòng từ bi mà không có giết hại chúng sanh. Rồi kế đến là tu 10 nghiệp lành, đó là cái tư lương thứ nhất. Hay là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật gọi là tu ba thứ phước á. Và cái phước thứ hai á, đó là thọ trì tam quy và giữ trọn vẹn các giới, đừng có phạm oai nghi. Và thứ ba đó là phát lòng bồ đề, tin sâu về lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Đức Phật gọi đó là ba cái tịnh nghiệp. Và ba cái tịnh nghiệp này là Đức Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mà những vị nào đã từng tu tụng kinh về Quán Vô Lượng Thọ, nghe về Quán Vô Lượng Thọ, thì đây là những cái điểm mà chúng ta đã từng nghe, đã từng biết, và cũng như là cái điều mà cốt yếu để cho chúng ta thực hành. Và Đức Phật cũng nói với phu nhân Vi Đề Hy là nên biết rằng ba cái thứ phước này đó, nó chính là cái chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời mà quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà hôm trước chúng ta cũng đã nghe qua về cái phương diện gọi là tịnh nghiệp thứ nhất đó, nó thuộc về là phụng dưỡng cha mẹ, gọi là hiếu dưỡng, chứ không phải phụng dưỡng không, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Thì hôm trước chúng tôi có nói đến, tại vì nói về thứ nhất là Việt Nam chúng ta cũng giống như là cái tinh thần của người Á Châu đó, là cái gì với cái vấn đề mà gọi là hiếu dưỡng cha mẹ thì đặt lên trên hết. Và ai cũng biết làm. Thứ nhất á, là vì muốn báo hiếu cho cha mẹ cho nên phải là dưỡng, chứ dưỡng là dưỡng nuôi. Cho nên khi mà chúng ta đó, thông thường chúng ta nghe nói đến báo hiếu cha mẹ là chúng ta nghĩ đến vấn đề mà gọi là dưỡng nuôi cha mẹ về cái phương diện thể chất, cũng giống như là làm cho cha mẹ được vui lòng về cái phương diện tinh thần. Đó là theo cái nhân gian và theo cái triết học của Đông Phương, đặc biệt nhất là của triết học của Nho giáo, triết lý của Nho giáo đó, có nghĩa là nuôi dưỡng cha mẹ bằng thân xác, rồi làm cho cha mẹ được vui lòng. Và cái điều mà gọi như là tốt đẹp nữa đó, mà cần thiết nhất đó, đó làm sao mà cho cha mẹ được hãnh diện với cái sự nghiệp của chúng ta đang có, gọi là làm vinh quang cho dòng tộc. Đó là cái chữ hiếu lớn nhất, đó là cái quan niệm hiếu của Khổng giáo. Thì Việt Nam mình cũng theo như vậy. Việt Nam mình cũng khi nói chữ hiếu thì cũng nói con nên sống cho có hiếu, phải như thế này, phải như thế kia. Thì giờ nói chung quy lại thì chúng ta nghĩ đến hiếu dưỡng cha mẹ là vậy đó, là phụng dưỡng cha mẹ về lúc mà cha mẹ về già, không còn tuổi tác lao động nữa, thì mình phải nuôi dưỡng. Lúc bệnh hoạn thì phải thuốc men đầy đủ, lo chữa trị, cái như là chữa trị làm sao cho cha mẹ hết bệnh, và cho đến cái lúc mà gọi như là lực bất tùng tâm, là cái lúc mà nói đến cái lúc mà là cha mẹ không thể nào mà cứu được nữa về phương diện thuốc men nữa, thì mình đành phải chịu, vân vân, và làm, cố gắng làm những gì đó để cho cha mẹ vui lòng. Thì chúng ta cũng nghĩ về thôi, và tiến một bước nữa đó là những người Phật tử chúng ta thì nghĩ đến mình phải tinh tấn tu tập làm sao, hay là khuyên nhủ cha mẹ tu tập, hay là tạo cái điều kiện, cái thuận duyên để cho cha mẹ tu tập, để cha mẹ có phước đức ở đời sau, hoặc giả là cha mẹ được vãng sanh tịnh độ, hoặc giả là cha mẹ phát bồ đề tâm mà tu tập đến thành Phật về sau. Đó là cái tiến bước của cái người học Phật. Nhưng hôm trước chúng tôi có nói đó, thêm một cái phần nữa mà theo phương diện của đạo Phật là hiếu dưỡng cha mẹ là còn nói lên cái tâm mà thí xả, tâm thí xả. Thí dụ như chúng ta trong cái tháng vừa qua đó, tháng giêng vừa qua, cũng như hôm nay mà chúng ta ai mà còn tụng kinh Dược Sư đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca đó chỉ cái nghiệp của chúng sanh đó, đầu tiên vào chỉ cái nghiệp chúng sanh nặng nề, đó là cái tâm tánh mà keo kiết,
không có chịu mà xả ra, không có cái tấm lòng bố thí. Thậm chí đôi khi bản thân của mình, mình cũng là keo kiết, thì huống hồ là nói chi đến vấn đề mà gọi như là xả của ra cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho con cái, cho người thân và cho mọi người. Cho nên cái sự mà gọi là hiếu dưỡng cha mẹ đó, nó có nằm ở trong một cái vấn đề mà rất là quan trọng cho sự tu học của chúng ta. Đó là nói lên sự thí xả. Chúng ta nhớ vậy, nói lên cái sự thí xả, thí xả của cái mà chúng ta có. Mà cái đối tượng mà dễ thí xả nhất đó, đó là cha mẹ. Mà nếu nơi cha mẹ đó mà chúng ta không có thí xả được đó, thì chúng ta phải hiểu rằng rất là khó khăn để chúng ta thí xả cho ai khác. Nếu là cha mẹ chúng ta không thí xả được. Cho nên chúng ta phải nghe thêm một vấn đề nữa. Vấn đề mà gọi là hiếu dưỡng cha mẹ, cung dưỡng cha mẹ, cung cấp để nuôi dưỡng cha mẹ về mọi phương diện á, thì đó nó còn nói lên vấn đề gọi là thí xả. Thí xả, nhưng mà cái đối tượng mà chúng ta dễ thí xả nhất, mà gần như là bắt buộc chúng ta phải thí xả, đó là cha mẹ. Mà nếu chúng ta không làm được nữa thì chắc chắn là chúng ta không thể thí xả cho ai khác ngoài cha mẹ ra. Đó là nói về cha mẹ. Thứ kế đến là phụng thờ sư trưởng, thì hôm trước chúng ta cũng nghe là sư trưởng là những sư trưởng trong đạo, thì nó đúng hơn, nó gọi là sư trưởng trong đạo là bởi vì những vị sư trưởng này đó tạo cho chúng ta một cái nhân duyên để chúng ta bước lên cái con đường giải thoát giác ngộ, hoặc giả là để chúng ta phát bồ đề tâm mà mong cầu thành Phật độ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải phụng thờ. Mà cái phụng thờ đây nghĩa là như thế nào? Mà căn bản nhất cái phụng thờ là chúng ta nghe lời, chúng ta nương vào đó để chúng ta tu học. Khi mà chúng ta tinh tấn tu học như vậy, đó là một trong những cách để chúng ta phụng thờ. Cũng giống như trong bốn ơn đó, là ơn cha mẹ, ơn sư trưởng. Hai cái ơn đó là cao nhất mà chúng ta trả ơn bằng cách như vậy. Mà cho nên á, nói về cha mẹ cũng vậy, không gì khác hơn đó là chúng ta tu tập. Mà khi chúng ta tu tập như vậy, chúng ta hồi hướng cho cha mẹ, đó là một trong những cách mà báo ơn. Nếu mà cha mẹ còn sống á, thì chúng ta có thể là phụng dưỡng về phương diện mà vật chất hay thể chất. Nhưng mà nếu cha mẹ đã qua đời thì sao? Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta đạo Phật không phải chỉ có báo hiếu cha mẹ trong cái đời nay hay là trong lúc còn sống, mà còn báo hiếu cha mẹ đã qua đời, báo hiếu cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì phụng thờ sư trưởng cũng như vậy. Chúng ta nhớ đây, sư trưởng là những bậc trưởng thượng, những bậc thầy tổ đã dẫn dắt mình trên cái con đường tu học Phật pháp giác ngộ. Cho nên chúng ta mới nói đến phụng thờ. Còn nói đến ở thế gian, đương nhiên thầy cô với thế gian chúng ta vẫn có ân có nghĩa. Nhưng thầy cô của thế gian cũng không có khả năng để đưa chúng ta vượt thoát ra khỏi cái bến bờ sanh tử, hay là không có khả năng đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Cho nên nói phụng thờ thì cũng không thể có được. Chúng ta có thể là ân nghĩa trong cái đời này, nhờ thầy cô ở thế gian đã cho chúng ta một kiến thức để chúng ta hiểu biết trong thế gian này, là một kiến thức về chuyên môn để chúng ta tạo ra cái đời sống này. Nhưng mà tất cả đó chúng ta phải hiểu rằng nó vẫn đưa chúng ta đi vào trong cái con đường sanh tử luân hồi, vẫn chìm đắm vào trong sanh tử luân hồi. Đó cái điều mà chúng ta cần phải phân ra như vậy. Kế đến là giữ lòng từ bi mà không giết hại chúng sanh. Thì cái điều này thì chúng ta cũng biết cái điều căn bản ở trong đạo Phật, mà cũng giống như trong giới đầu tiên trong năm giới, đó là giới không được sát hại chúng sanh. Cho nên mở rộng lòng thương tất cả chúng sanh, không phải chỉ có con người. Chúng ta gặp con người mà nghèo khổ chúng ta giúp đỡ. Chẳng những vậy mà đối với những cái loài mà súc sanh á, chúng ta cũng phải bảo vệ, từ một cái loài lớn cho đến một cái loài nhỏ chúng ta phải tập như là ruồi, muỗi, sâu, bọ vân vân. Chúng ta càng cố gắng tránh, gọi là tránh né một cách tối đa, để mà không có vi phạm vào cái sự giết hại, đó gọi là tăng trưởng cái năng lực từ bi của chúng ta. Kế đến đó, đó là tu 10 nghiệp lành, mà chúng ta biết đó là 10 thiện nghiệp.
10 cái thiện nghiệp này đó là thân có 3 điều, khẩu có 4 điều, ý có 3 điều. Thân thì không có sát đạo dâm, khẩu thì không có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời mị ngữ. Ý thì không có tham dục, không có sân hận, sân khỏe đó, và không có tà kiến. Phải tu 10 cái điều này. Thì nếu mà chúng ta nhìn á, theo pháp á, thì chúng ta thấy cái điều mà tu phước đầu tiên này á, nó là nó cơ cảm đến cái phước hữu lậu nhiều hơn. Trong đó có 10 nghiệp lành để chúng ta tăng trưởng về cõi trời. Nếu chúng ta hiếu dưỡng một cách theo cái quan điểm của thế gian như vậy đó, vân vân, thì chúng ta sẽ được cái phước đức, ít nhất là phước đức ở cõi người tiếp tục. Hay là chúng ta đó giữ lòng từ bi, không sát hại chúng sanh đó, thì chúng ta sẽ được cái tuổi thọ ở những đời sau, vân vân. Thì chúng ta thấy cái phạm trù này đó, nó vẫn nằm ở trong cái cõi mà gọi là cái cõi của con người, hay là tiến lên nữa là đó là cõi trời. Nói chung lại thì nó vẫn còn nằm ở trong hữu lậu của sanh tử luân hồi. Thì đó là cái tu phước, điều kiện tu phước đầu tiên mà Đức Phật nói đến. Kế đến á, cái tu phước thứ hai á, bắt đầu nó có liên quan đến với đạo, đó là thọ trì tam quy, gọi là quy y tam bảo, và giữ trọn vẹn tất cả những cái giới nào mà mình thọ, thí dụ như là năm giới, hoặc giả là bát quan trai giới trong một ngày một đêm, hoặc giả là thí dụ như tại gia chúng ta thọ thêm cái bồ tát giới, vân vân. Xuất gia đó thì thọ 10 giới, của tỳ kheo 250 giới và tỳ kheo ni 348 giới. Đó thì đừng có phạm oai nghi, có nghĩa rằng là chúng ta khi nào mà phạm oai nghi, mà chúng ta thường thường nghĩ đến oai nghi á, thì chúng ta nghĩ đến đó là đi đứng nằm ngồi và những cái đời sống thường ngày của chúng ta. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái đi đứng nằm ngồi và cái hoạt động trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, đây đó, thì nó liên quan đến giới, dựa trên giới mà để cho chúng ta có cái đời sống, có cái đi đứng nằm ngồi. Nói thí dụ như là vì giữ giới sát sanh, cho nên khi chúng ta đi á, là chúng ta đi nhẹ nhàng, chúng ta đi trong chánh niệm, chúng ta đi trong một cái, nếu mà tịnh độ đó thì chúng ta thường xuyên niệm Phật, thí dụ như vậy. Còn những người mà tu thiền tánh niệm á, thì đi mình biết mình đi, vân vân. Đó là trong những cách. Cho nên khi mà nói đừng phạm oai nghi cũng có nghĩa rằng là đừng phạm các cái giới. Nhưng mà bởi vì khi chúng ta thấy năm giới của chúng ta nó ít quá đó, nó không có liên quan gì đến đi đứng nằm ngồi nhiều, nhưng mà thật sự nó rất là liên quan đến. Khi mà phân tích ra đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong tất cả các giới đó, nó sẽ liên quan đến vấn đề mà gọi là đi đứng nằm ngồi và cái đời sống thực hành, cái hoạt động hàng ngày của chúng ta. Nếu mà phân tích kỹ sâu vào đó thì chúng ta sẽ thấy cái điều này nó rất là rõ. Và nếu mà rõ ràng hơn nữa đó thì trong giới của tỳ kheo về tỳ kheo ni. Cho nên nó tại sao nó ra 250 giới, 348 giới. Thật sự tất cả những cái giới điều đó là nó liên quan đến cái đời sống của các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Rất là rõ ràng. Cho nên khi mà nói giữ trọn vẹn các giới, nó cũng rất là nhiều cái nghĩa. Thí dụ như chúng ta thọ năm giới, chúng ta giữ đúng năm giới, nó cũng như là trọn vẹn các giới của năm giới. Khi một ngày một đêm chúng ta tu bát quan trai thì chúng ta giữ trọn vẹn tám giới, nó cũng là một cái là giữ trọn vẹn. Khi chúng ta thọ bồ tát giới, thí dụ như là bồ tát giới của tại gia đi, sáu giới trọng 28 giới khinh, thì chúng ta giữ trọn vẹn sáu giới trọng 28 giới khinh. Rồi cái mà nếu mà nó giữ vẹn hay là giữ đầy đủ tất cả các giới, hay là đầy đủ tất cả các giới đó, thì phải nói là giới cụ túc, đó là giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cho nên nó mới liên quan đến là giữ trọn vẹn các giới và đừng có phạm đến các oai nghi.
Thì bây giờ chúng ta đi từng bước một. Là hôm trước chúng ta đã nghe qua vấn đề mà gọi là cái phước thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ siêu trưởng, từ tâm bất sát, cũng như là giữ 10 cái điều thiện mà vừa rồi chúng ta có nhắc qua. Bây giờ chúng ta nghe qua cái phần thứ hai, đó là thọ trì tam quy. Khi mà nói thọ trì tam quy thì tất cả chúng ta đều biết, là tại vì cái điều này điều rất là căn bản, cốt lõi của một người Phật tử chúng ta. Khi đến với đạo thì chúng ta phát nguyện quy tam bảo, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. À, đó là cái điều mà chúng ta ai cũng biết cả hết, trên phương diện lý thuyết, trên phương diện ý nghĩa thì chúng ta biết căn bản là quy y Phật là trở về nương tựa Phật, quy Pháp là trở về nương tựa Pháp, quy Tăng là trở về nương tựa Tăng. Trên phương diện chữ nghĩa, trên phương diện lý thuyết về ý nghĩa chúng ta đều biết, nhưng trên phương diện thực hành thì cái điều này rất là khó. Rất là khó, bởi vì để mà gọi là thực hành á, thì chúng ta thực hành quy tâm bảo như thế nào? Thực hành quy tâm bảo nghĩa rằng là chúng ta phải trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp, trở về nương tựa Tăng. Nhưng mà làm bằng cách nào để chúng ta được trở về nương tựa Phật? Đó là cái điều mới khó. Làm bằng cách nào để chúng ta trở về nương tựa Pháp? Làm bằng cách nào để chúng ta trở về nương tựa Tăng? Cái điều đó đó, nó mới là cái khó, cái đó mới là cái thực hành. Thật sự mà nói, cho nên á, đôi khi chúng ta bắt đầu một tu tập căn bản đó, thì chúng ta phải tu tập về cái phương diện mà gọi như là trở về nương tựa này nè. Trở về nương tựa đó. Thì thật sự mà nói đó, khi mà chúng ta đó mà còn phàm phu chúng sanh đó, thì tất cả những sự mà chúng ta gọi là tu tập đi, thí dụ như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền gì đó đó, thật sự mà nói thì nó không có ngoài vấn đề mà gọi là để chúng ta trở về nương tựa. Chúng ta tụng kinh đó cũng để trở về nương tựa Phật Pháp Tăng. Chúng ta mà niệm Phật đó cũng để trở về nương tựa Phật Pháp Tăng. Mà chúng ta ngồi thiền vân vân, là chúng ta thọ trì mật tông vân vân, khi mà chúng ta chưa chứng đắc cái gì cả đó, là mục tiêu đầu tiên đó, là để cái tâm của mình đó, là để mà trở về nương tựa với ba ngôi tam bảo cho nó vững chắc. Cho nên một khi đó mà cái tâm mà gọi là trở về nương tựa ba ngôi tam bảo chúng ta mà chưa vững chắc đó, thì chúng ta đừng có nói rằng là sẽ chứng đắc cái gì cả, hoặc giả là chúng ta làm một cái gì khác cả. Đó là nói với cái tâm mà gọi là trở về nương tựa đó. Cho nên quý vị, chúng ta tụng cái bài sám quy mạng, gọi là sám quy mạng đó, quy mạng tập phương điều ngự sư đó, cái nghĩa là chúng ta phát nguyện như thế nào, trong đó tổ nói như thế nào, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh mà uổng nhập mê lư, đó là tự là chính mình á, đã phản bội lại với, hay là quay ngược lại với cái chân tánh của chúng ta, gọi là tự vi chân tánh. Chữ vi á, chữ vi nó có nghĩa rằng là phản ngược lại, vi là vi phạm đó, vi đó là phản bội lại, quay ngược trở lại. Tự vi chân tánh có nghĩa là chính mình nó quay ngược lại với cái chân tánh, gọi là bối trần hiệp giác. Là bối giác hiệp trần, nhớ quên nữa. Bối là cái lưng á, trở ngược lại, mình xoay lưng lại với cái sự giác mà mình giáp tiếp, tiếp xúc với trần. Trần là ví cho sanh tử luân hồi, là bối giác hiệp trần. Thì cái người mà tu tập đó thì bây giờ phải ngược lại, là bối trần hiệp giác. Phải quay ngược lại với trần mà hiệp lại với giác. Nhưng mà trên căn bản chúng sanh đó là bối giác hiệp trần, thì cái câu mà là tự vi chân tánh đó, nó cũng có cái nghĩa là như vậy. Tự vi chân tánh nó có cái nghĩa rằng là bối giác hiệp trần. Đó là cái điều mà chúng ta thấy.
mà vì á tự vi chân tánh cho nên cho nên chúng ta đó phải là uổng nhập mê lưu. Uổng nhập mê lưu là bắt đầu chúng ta theo, đi theo, nhập là vào, uổng là giống như là công theo rồi đó, uổng nhập mê lưu. Gọi là đi vào trong cái chỗ mà gọi là của mê lưu, là cái dòng mê, lưu là cái dòng. Chúng ta nhớ vậy, lưu là cái dòng, đó là cái dòng mê. Mà chúng ta do vì đó chúng ta trái với cái chân tánh, nếu mà nói theo nghĩa vậy, do mình á trái với chân tánh hay là từ bỏ đi cái chân tánh của mình, cho nên á là mới uổng nhập mê lưu. Cũng như là tự vi chân tánh mà uổng nhập mê lưu, rồi tùy sanh tử dĩ theo phiêu trầm, đó là theo cái dòng sanh tử, gọi là tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, làm cho chúng ta nó trôi nổi trong cái dòng sanh tử gọi là phiêu trầm. Phiêu là nổi lên, trầm là chìm xuống. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, theo cái dòng sanh tử, hay là đi theo cái con đường sanh tử để mà rồi trôi nổi trong đó. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, rồi trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Trục sắc là chạy theo sắc, nếu mà gọi là trục sắc thanh, chúng ta nói ha, trục sắc thanh nhi tham nhiễm là chạy theo cái sắc cái thanh để rồi mà khởi cái sự tham nhiễm, là sự nhiễm ô đó, nó gọi là trục sắc thanh. Thì nếu mà nói cho đúng đó thì chúng ta phải gọi là trục sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc. Chúng ta chạy theo sắc thanh hương vị xúc, và tổng quát của nó là pháp. Pháp là cái mà nói chung bao trùm lại hết của cái sắc thanh hương vị xúc. Sắc thanh hương vị xúc nó là những cái pháp. Thì bây giờ đó mới đến cái pháp mà gọi là cái thứ sáu đó, cái căn trần thứ sáu đó, nó thuộc về pháp. Thì cái pháp này đó nó mới là quyết định, phải nói như vậy, cái pháp này á nó mới là quyết định đưa chúng ta đi vào trong cái chỗ mà tham nhiễm. Cho nên mới gọi là lục căn lục trần mà vọng tác vô biến chi tội, là sáu căn sáu trần đó hợp tác lại với nhau rồi nó giả tạo ra là cái không thật, vọng là cái không thật, để tạo ra cái sự mà gọi như là vô số cái tội chướng, và là vô số cái tội chướng, mà tội chướng đây là tội chướng của sanh tử luân hồi, nó bởi do sáu căn sáu trần mà nó tạo ra, mà đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta nhớ vậy ha, gọi là thập nhị xứ, cái chỗ thập nhị xứ, thập nhị xứ đó là 12, là sáu căn sáu trần nó hợp tác lại với nhau. Mà chính vì đó, chính vì cái chỗ mà chúng ta là tự vi chân tánh để rồi bắt đầu chúng ta đi vào trong cái dòng sanh tử luân hồi này, mà cái nhân á mà để tạo ra dòng sanh tử luân hồi này đó là chính gì, chính cái chỗ mà chúng ta chạy theo hay là chúng ta rơi vào, chúng ta đọa lạc vào, đọa lạc vào đâu, đọa lạc vào cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà cái gì đấy để rồi đam mê cái sắc, thì đó cái đầu tiên đó chính là cái nhãn căn. Nhãn căn của mình đó, khi mà nhìn thấy cái sắc. Nhưng mà nếu mà phân tích ra đó, theo Phật pháp mà phân tích đó, thì khi mà nhãn căn đó mà tiếp xúc với cái sắc trần á, ngay cái niệm ban đầu đó thì nó chưa có sanh cái phân biệt gì hết á. Chưa có sanh phân biệt gì hết. Cho nên chưa có khả năng để mà gọi là tham đắm, để gọi sanh ra cái tham nhiễm, hoặc giả để gọi là sanh cái tâm mà ba độc là tham sân ở trong đó, chưa có. Lúc đó chưa có. Mà bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu đi cái ý thức. Khi mà nhìn cái sắc thấy được rõ cái sắc gì, và sanh cái tâm mà thích và không thích nơi cái sắc á, thì nó phải có ý thức ở trong đó. Phải có ý thức trong đó. Cho nên á, ý thức á, nó nằm vào chỗ nào? Ý thức á, nó nằm vào cái chỗ mà gọi là khi mà cái ý căn nó tiếp xúc với pháp trần thì nó mới sinh ra cái ý thức. Cho nên lúc bây giờ đó, cái mà gọi là cái pháp trần á, cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó mới là bắt đầu nó khiến cho
chúng ta đó sanh cái tâm là ham thích hay là không, không ham thích pháp trần. Nhưng mà cái pháp trần mà nó có ra đó từ lúc nào? Từ thí dụ như bây giờ cái nhãn căn của mình đó, tiếp xúc với nhãn trần nó sanh ra cái nhãn thức là cái sự phân biệt của con mắt, thì có nghĩa là chỉ lúc đó con mắt mình chỉ nhìn thấy cái sắc thôi. Nhưng mà không có nhận rõ cái sắc nó như thế nào, nó ra sao, thì không có nhận rõ, chưa có nhận rõ. Mà khi mà nhận rõ ra đó thì bắt đầu là giai do cái ý thức nó xen vào. Nhưng mà ý thức nó xen vào lúc nào? Thì nếu mà nói theo theo pháp mà cái như là thuộc về trong câu xá luận nhất thiết hữu bộ đó, hay là duy thức học đó, thì cũng phân tích cho thấy rằng là do khi mà cái sát na đầu tiên nó diệt đi đó, thì cái sát na thứ hai nó sanh khởi, thì ngay nơi đó thì bắt đầu ý thức nó sanh khởi. Nó gọi là cái gọi là ý căn đó, gọi là ý căn nó sanh khởi lúc nào, thì cái ý căn nó sanh khởi ngay cái lúc mà sát na đầu tiên diệt đi, thì cái sát na thứ hai nó sanh khởi lên, thì cái ý căn nó nơi đó bắt đầu sanh ra ý căn. Thì khi mà có ý căn đó thì bắt đầu đó ý căn nó tiếp xúc pháp trần, cũng giống như là cái nhãn căn nó tiếp xúc với cái nhãn trần, là tiếp xúc với cái sắc, thì bây giờ ý căn nó tiếp xúc pháp trần nó sanh ra ý thức. Cho nên thí dụ như bây giờ con mắt của mình là cái nhãn căn, khi mà nó nhìn một cái sắc hay nhìn một cái đóa hoa đi, và khi mà mới đầu tiên nó nhìn đóa hoa đó thì đó là cái sát na đầu tiên, nó chưa có phân biệt, nó chỉ là đó hoa thôi. Nhưng mà khi mà mình biết được đây là hoa hồng, thì quý vị nên nhớ rằng khi mà chúng ta nhận ra được đây là hoa hồng thì lúc đó là đã có ý căn, và cái hoa hồng đó nó trở thành cái pháp trần. Mà khi mà ý căn tiếp xúc pháp trần thì sanh ra ý thức, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy đó hoa, hoa hồng, hồng màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, đại khái như vậy. Thì mà khi chúng ta đã sanh khởi cái tâm mà gọi như là thích cái đóa hoa hay là không thích cái đóa hoa, mà từ đó bắt đầu rồi đến cái mùi thơm của hoa, chúng ta tác ý được, sanh ra được cái mùi thơm, phân biệt được cái mùi thơm, vân vân, thì chúng ta nên nhớ rằng đó là bắt đầu là cái sát na thứ hai nó sanh khởi lên rồi, chứ không phải là do cái sát na đầu tiên, bởi cái con mắt mình khi mà nhìn thấy cái đóa hoa hay là khi nhìn thấy cái sắc. Cho nên khi mà gọi là trục sắc thanh nhi tham nhiễm đó, mà do nơi á mà rơi vào trong cái sắc thanh hương vị xúc để mà gọi là sanh khởi tham nhiễm á, thì bắt buộc nó phải có cái ý thức trong đó. Mà muốn có ý thức á thì đầu tiên phải có ý căn. Thì cái ý căn nó tiếp xúc với cái pháp trần. Thành ra cái mà gọi là khi mà nói đến pháp trần á, thì cái pháp trần nó mới đưa đến cho mình những cái sự mà phân biệt này kia kia nọ và ham thích này kia kia nọ như vậy, chứ không phải là chúng ta khi mà nhìn thấy đóa hoa đâu. Cái đóa hoa mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài đó, cái đóa hoa đó nó chưa phải là cái pháp chưa phải là pháp trần, mà để cho chúng ta cái như là thích hay là không thích. Cái mà chúng ta thích và không thích đó, đó là cái pháp trần mà nó nằm khi mà ý căn tiếp xúc. Chúng ta nhớ như vậy nha, đó là nói theo đó. Cho nên đi vào mấy cái điểm này đó thì nó rất là phức tạp và rất là khó. Và cũng chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta mà gọi là cái trạng thái quy tâm bảo đó, nó rất là không phải dễ. Nó không phải dễ. Khi mà chúng ta tụng kinh, khi mà chúng ta niệm Phật á, chúng ta phải thấy đó, bình thường thôi, chúng ta nghiệm ra cái bình thường đó, lúc mà chúng ta ngồi tụng kinh, chúng ta ngồi niệm Phật á, thì cái tâm của mình nó như thế nào, thì để thấy ra được coi như là cái khả năng quy y của chúng ta ra sao. Chúng ta có trở về nhưng mà chưa chắc gì chúng ta nương tựa. Chúng ta chấp nhận trở về nhưng mà nương tựa thì nó rất là khó, chưa chắc thì chúng ta đã là trở về nương tựa một cách rất là dễ dàng. Cho nên trong đây mà nói quy tâm bảo thì chúng ta đừng có nghĩ một cách đơn giản là mình đã quy tâm bảo rồi, đó là
Khi mà chúng ta nói là tôi đã quy tâm bảo 10 năm, 20 năm, 50 năm gì đó, đó nó chỉ là cái hình thức thôi. Đó là cái sự phát nguyện ban đầu của chúng ta thôi. Cũng giống như bây giờ chúng ta phát nguyện, chúng ta chỉ phát nguyện theo thôi. Nhưng mà chúng ta, ví dụ như là tôi phát nguyện tôi đi trên con đường đó, nhưng mà đi thì mình không bao giờ đi hết. Cho nên có nhiều người nói, tôi quy y hồi lúc mà 50 năm trước, 60 năm trước. Nhưng mà 60 năm trước, trong khoảng thời gian mà 50 năm đó, đó anh có chịu rồi trở về nương tựa chắc chưa? Chưa, không có. Lâu lâu mình đi chùa, mình đến chùa, lâu lâu đó rồi cái như là mình đến trước bàn Phật, nhưng mà rồi mình cũng xin gì đâu không à. Đó là cầu Phật gia hộ cho con được mạnh khỏe, cầu Phật cho con ấy như là buôn may bán đắt vân vân, cầu Phật cho con tai qua nạn khỏi về thôi, mình chỉ cầu về thôi cũng giống như kiểu mình đến với cha mẹ đó, đến cha mẹ cho con xin tiền, rồi cha mẹ nói muốn có tiền thì phải làm nó đi, mình nói không, con chỉ cần tiền thôi, còn làm nó con không làm. Bây giờ mình tới cầu xin là Đức Phật cũng vậy đó, cầu xin Đức Phật là cho con được mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, rồi Đức Phật nói phải làm thế này, là làm thế kia mà mình không chịu làm, thì đương nhiên là mình sẽ như vậy đó. Thì như vậy thì mình đâu đó nghe lời Đức Phật đâu, mà không nghe lời Đức Phật thì chứng tỏ rằng là mình chưa có trở về với Đức Phật, và mình chưa có đúng nghĩa là nương tựa. Mà muốn nương tựa, trở về nương tựa đúng nghĩa là chúng ta phải nghe lời Đức Phật. Chúng ta mới là hành được là các pháp của Đức Phật. Thì chúng ta thấy đó là một cái nghĩa mà quy y mà đơn giản nhất, mà cho tất cả những hành giả đại thừa, tiểu thừa, thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, là tam luận tông, không tông gì đại khái vân vân, tông nào đi chăng nữa, thì trên cơ bản mà quy y tam bảo thì phải để cái tâm của mình làm sao trở về nương tựa được với đúng nghĩa của cái chân gọi là cái chất Phật, chất pháp và chất của tăng. Mà chúng ta biết là Phật là gì rồi, chúng ta biết pháp là gì, chúng ta biết tăng là gì, thì chúng ta đó phải trở về nương tựa đó, làm sao mà để cho chúng ta đừng có phản bội với chân tánh, mà chúng ta phải trở về với chân tánh đó, thì đó nó mới đúng nghĩa rằng là trở về nương tựa. Cho nên thật sự mà nói, cái quá trình tu tập của chúng ta đó là cái quá trình mà chúng ta tìm đường trở về nương tựa hết đó. Khi nào mà chúng ta nói theo thiền đó, nghĩa là nhận ra được cái bản lai diện mục của mình, thì đó là lúc bấy giờ đó gọi là mới chính thức trở về nương tựa. Người mà niệm Phật mà thí dụ như nói đến vấn đề mà gọi như là cái lý tánh niệm Phật đi, niệm Phật mà để thấy ra được cái tự tánh thanh tịnh á, thì lúc bấy giờ đó chúng ta mới đúng nghĩa là trở về với tam bảo, phải không? Vâng vâng. Thì tùy theo những cái pháp môn tu tập mà để rồi đó, khi mà thấu đạt cái pháp môn đó thì mới đúng nghĩa là trở về nương tựa. Nhưng mà nói như vậy thì nó rất là khó, và nó đi đến cái chỗ thật là cứu cánh. Nhưng mà nó vẫn có những con đường, thí dụ như con đường nó dài, nhưng mà nó cũng có cái con đường 1 cây số, 2 cây số, 3 cây số, 10 cây số, và cứu cánh nó là 100 cây số. Khi chúng ta nói là chúng ta nói đến cái mục tiêu, bây giờ trên cái con đường đó thì như thế nào, thì trên con đường đó đó thì chắc chắn là chúng ta ai cũng biết, khi mà mình nói mình đã quy tam bảo rồi, thì lúc mà quy tam bảo xong á, thì cái vị thầy mà truyền giới đó dạy cho mình làm cái gì. Thí dụ như là nếu mà chúng ta quy tam bảo với chùa Đại Thừa đó, thì vị thầy đó dạy rằng là từ đây về sau đã là một Phật tử rồi thì mình phải siêng năng niệm Phật, thí dụ như vậy, hằng mỗi ngày phải lạy Phật, nếu mà được thì phải tụng kinh, thí dụ như vậy, rồi mỗi tháng như vậy đó, hằng tháng là phải ăn chay 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày gì đó, đại khái như vậy, hướng dẫn từ từ, rồi phải đi tu học Phật pháp, đi nghe giáo lý vân vân. Đó là cái cách đầu tiên mà các thầy đã hướng dẫn cho một người sơ cơ đi trên con đường đạo, là những cái điều căn bản đó. Mà thật sự muốn làm được những điều căn bản đó cũng rất là khó, không phải dễ đâu. Có nhiều người quy tam bảo rồi chứ mà là cả chục năm sau đó mới bắt đầu mới niệm Phật được, rồi bắt đầu mới lạy Phật được mỗi ngày, ví dụ như vậy, rồi mới tụng kinh được mỗi ngày,
Rồi là có nhiều người quy tâm bảo rất là nhiều năm sau mới ăn chay được. Nói thí dụ như vậy, cái ăn chay nó chưa phải là cái mà gọi là cái quyết định, nhưng mà nói thí dụ như vấn đề mà gọi là nghĩ tưởng đến Phật, tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật mỗi ngày đi, cái đó cũng phải có quá trình thời gian. Và những ai đó mà sau khi làm lễ quy tâm bảo xong đó mà làm được những điều đó, đó là những người đó phải nói rằng là phước duyên rất là cao. Và những người đó đã từng tu tập nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên là kiếp này là tiếp tục trên con đường tu tập. Chứ còn bây giờ mới bắt đầu đó là nó cũng rất là khó, không phải dễ, không phải dễ là để mà chúng ta tập làm những cái bước mà căn bản như vậy. Nếu mà chúng ta đó trong cái đời này đó mà chúng ta làm được những điều căn bản như vậy đó, ví dụ như là bây giờ nói trên căn bản chúng ta đi, cho dù là xuất gia tại gia đi, mà ngày chúng ta nghĩ tưởng đến tam bảo, chúng ta có tụng kinh niệm Phật, chúng ta nghĩ đến vấn đề mà gọi như là làm lành đánh giữ, bố thí cúng dường vân vân, thì tất cả những cái điều đó là nó có xu hướng để chúng ta là trở về nương tựa tam bảo. Cho nên khi mà nói trở về nương tựa tam bảo đó, thì chúng ta làm bất kỳ một điều gì, cho dù là cái điều thiện của thế gian đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng con làm điều thiện này là để cho con được trở về nương tựa Phật, cho con trở về nương tựa Pháp, cho con trở về nương tựa Tăng. Không? Cho nên khi mà chúng ta bước vào tụng kinh và chúng ta nói là cho con được coi như là trở về nương tựa Phật, cho con được trở về nương tựa Pháp, cho con trở về nương tựa Tăng. Cái đầu tiên đó, thì để nói rằng cái thời kinh mà con tụng tập đấy đó là cũng để là cái tâm con quy tam bảo. Khi mà ngồi niệm Phật cũng vậy nữa, đúng ra đó. Cho nên khi mình bắt đầu vô ngồi niệm Phật thì chúng ta cũng phải con nguyện quy y Phật, con nguyện quy y Pháp, con nguyện quy y y Tăng, hay là cái câu mà từ ngữ mà đơn giản nhất đó là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Cái câu mà Nam Mô Phật đó chính là nói lên quy y Phật, Nam Mô Pháp là quy y Pháp, Nam Mô Tăng là quy y Tăng. Nói dòng do quá, thí dụ như là đệ tử con tên là pháp danh gì đó, nguyện quy y Phật, nguyện quy y ít nhất là chúng ta nói trước khi ngủ hay là sau khi dậy, hoặc giả là chúng ta trước khi vô ngồi niệm Phật vân vân, hay là ngồi tụng kinh gì đó. Cho nên tại sao mà vào cái nghi thức tụng kinh của mình là vào đầu tiên là chúng ta phải đảnh lễ. Đảnh lễ tam bảo đó là nói lên cái sự phát nguyện quy tam bảo, quy tam bảo chung tổng thể của tam bảo đó là Phật Pháp Tăng, rồi đến là mà quy y cái như là cái tự tướng riêng biệt nữa. Thì giờ là tự tướng riêng biệt của Đức Phật Thích Ca, của Đức Phật Di Lặc, của Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, rồi Chư Bồ Tát vân vân, là điều mình quy y tổng tướng, xong rồi đến quy y cái biệt tướng. Biệt tướng đó là từng vật, từng vị Bồ Tát. Đó là cái nghi thức mà của tụng niệm trong chùa Bắc Tông Việt Nam á, là căn bản là như vậy. Mà chẳng những vậy đó, mà còn thí dụ như chúng ta thấy có những cái bộ sám pháp, thí dụ như là Tam Thiên Phật, Vạn Phật này cái nọ đó, là 10.000 danh hiệu của Đức Phật đó, thì khi mà chúng ta niệm một danh hiệu Đức Phật lên như vậy là chúng ta đảnh lễ quy y mỗi một vị Phật đó, mà như vậy là 10.000 vị Phật như vậy, đó là chúng ta gọi là bộ Vạn Phật, mà chúng ta còn phải quy y như vậy, chứ không phải là chỉ có quy y một Phật không thôi. Mà nói theo tinh thần đại thừa đó là quy 10 phương pháp giới chư Phật. Cho nên chúng ta nghe nó tận hư không biến pháp giới, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai là quá khứ hiện tại vị lai, là ba đời như vậy. Tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, con đây đều đảnh lễ quy hết. Đó là cái quy y của người con Phật đại thừa. Còn những người đi trên cái con đường mà cái như là Phật giáo nguyên thủy là chỉ cần đơn giản là trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp, trở về nương tựa Tăng, căn bản về thôi. Mà Phật đó hiện tại đó là chính là Đức Phật Thích Ca. Và mà Pháp là những gì là lời dạy của Đức Phật vừa qua. Và Pháp căn bản đó là Pháp Tứ Diệu Đế. Chúng ta nhớ như vậy. Tăng là những bậc Thánh Tăng. Và những bậc phàm tăng trong hiện tại, những bậc phàm tăng trong những vị tăng trong hiện tại nó là đại diện cho là Đức Phật, cũng như là đại diện cho các bậc thánh tăng. Cho nên khi mà các hàng cư sĩ
tại gia đó của Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy đó, khi mà gặp quý sư đó thì cũng coi như là đại diện cho Đức Phật rồi đó, và cũng coi như là các bậc thánh tăng rồi đó, nên họ rất là có một cái tâm là cung kính một cách tuyệt đối. Gặp ngoài đường họ có thể là đảnh lễ dưới đất, đảnh lễ thẳng luôn vậy đó. Đó là cái tâm mà cái như là họ coi các vị tăng trong hiện tại, mặc dầu là vẫn còn là phàm tăng, nhưng mà đó là đã đại diện Tam Bảo cũng như là thay thế cho các vị thánh tăng trong quá khứ như Ngài Xá Lợi Phất, như Ngài Quyền Liên á, để hướng dẫn cho mình tu học trong hiện tại, và nương vào các vị phàm tăng này để mà tạo công đức, tạo phước đức, tạo cái phước đức trong cái đời sống của sanh tử luân hồi trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đó là gì? Đó là cách mỗi ngày mà họ dâng phẩm thực lên để mà cúng dường là cho các sư, là việc làm của mỗi ngày. Rồi kế đến là phụng sự Tam Bảo chung, là cúng dường Tam Bảo chung, rồi trong đó có vấn đề mà gọi như là bảo vệ tinh xá, rồi xây dựng tinh xá đại khái như vậy, rồi đúc tượng Phật vân vân. Thì bên đó là chỉ có tượng Phật thôi, là đúc tượng Phật. Tiến lên một bước nữa đó, cao lắm nữa, không phải là tiến lên mà là thêm nữa đó, tượng mà thêm nữa, đó là những vị tổ sư, những vị tổ sư trong các quốc gia đó, ví dụ về tổ sư của Thái Lan, tổ sư của Burma, hay là tổ sư của Tích Lan vân vân, những vị cao tăng thạc đức, những cái bậc mà truyền pháp lại cho đời sau, thì họ làm thêm những bức tượng đó, còn căn bản vẫn là tượng Phật Thích Ca thôi. Nhưng mà qua đến Đại Thừa thì đúng là vô số Phật. Phật căn bản, ví dụ chúng ta thấy là Phật Thích Ca nè, Phật Dược Sư nè, Phật Di Đạt, Di Đà nè, rồi Phật Di Lặc trong tương lai nè, ví dụ như vậy. Mình nhắc lại ngay cái tượng Phật Di Lặc mà mình thường gọi Phật Di Lặc mà mập mà bụng to đó, mà ngồi cười tê tét đó, đó là sự thị hiện thôi, hiện thân thôi. Mà theo một vị bố đại hòa thượng, một vị hòa thượng mà mang cái túi, vác cái túi to thật to đó đi ngoài đường đó, thật sự là ngài vẫn có tên tuổi đàng hoàng chứ không có đâu. Ngài xuất hiện vào trong cái đời Tống thì phải, của Trung Hoa đó, chúng ta biết, thì đó là cái sự mà hiện thân thôi. Theo cái chứng tích của khi mà cái vị hòa thượng đó mà chết đó, thì ngài mới để lại cái câu kệ đó, Di Lặc chân Di Lặc đó, thời thời thị thời nhân, thời nhân gia bất thức, có nghĩa là Di Lặc chính là ta đây, mà Di Lặc chân Di Lặc đó, thời thời thị nhân, là luôn luôn mọi người đều nhìn thấy, ai cũng nhìn thấy bố đại hòa thượng, là có hòa thượng phát cái bao túi lớn, trong đó để thức ăn, bánh trái kẹo, gặp mấy đứa nhỏ thì cho bánh trái kẹo, gặp người mà ăn xin thì cho thức ăn, đại khái như vậy, vân vân. Mà lúc nào cũng cười vui vẻ, mọi người đều thấy hết trơn á, nhưng mà chẳng ai biết thời thời thì thời nhân, mà thời nhân gia bất thức, nhưng mà con người ta không bao giờ biết, bất thức là không có biết rõ đây là sự ngài Di Lặc thị hiện. Cho nên cái tượng Việt Nam mình mà cứ nói rằng ngài Di Lặc, cái tự nhiên nghĩ ngay đến cái ông Phật mà bụng to đó, rồi năm đứa nhỏ leo đó, là năm nơi chốn đó, rồi cười te tét rồi cho sự hoan hỷ. Và sau này Trung Quốc người ta còn biến hóa ra là ông Phật thần tài nữa. Ngài là bụng to đó, vác cái túi rồi giơ hai tay lên cầm cái đồng tiền vàng, mà các cái cửa tiệm người ta ưa để đây gọi là tượng Phật thần tài, nó cũng có luôn nữa. Đó là cái sự suy nghĩ của người ta, nhưng mà cũng rất là hay. Nếu mình nghĩ mình hiểu theo cái tinh thần Đại Thừa thì rất là hay. Phật biến hóa mà, Phật biến hóa vô lượng, thiên bất đức hóa thân. Cho nên bây giờ chúng sanh cần tiền thì bây giờ Đức Phật mới hiện ra thần tài sao giờ? Là ông thần phát tiền cho người ta. Mà chúng sanh mà cần tuổi thọ thì hiện ra là cái ông Phật mà cứ như là ông thần ban tuổi thọ cho người ta. Cho nên nếu mà nhìn theo tinh thần Đại Thừa, cái ông Phước Ba, cái ông Phước Lộc Thọ đó là do Phật Bồ Tát nó hiện ra. Nếu mà người ta cần, ta muốn, ta biến ra cũng được nữa. Nhưng mà với những nhà mà học giả mà Phật giáo mà cái như là chuyên về Phật Pháp này cái nọ đó, người ta gọi như là nghiêm khắc, người ta phê phán, người ta cho đó là
suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, mấy người biến hóa Đức Phật trở thành mấy ông thần này thần nọ thằng kia. Người ta không thích. À, thí dụ như Phật giáo mà Nguyên Thủy Nam Tông á, người ta không chấp nhận những cái tư tưởng đó. Nhưng mà thật sự mà nói nên tinh thần tầng đại thừa đó, đại thí dụ như chúng ta đọc trong cái bài sám quy mạng, mỗi buổi sáng mà chúng ta tụng đó, chúng ta thấy phát nguyện như thế nào, là con phát nguyện hiện thân hết tất cả vào nơi tất cả các chốn, vào trong địa ngục, vào trong ngạ quỷ, vào trong súc sanh, ngay cả những khi mà con người mà đói khát á, thì con biến hóa ra thành ngũ cốc, như là lúa đậu. Nếu mà chúng sanh bệnh hoạn cần thuốc, con biến hóa ra thuốc. Cái nghĩa rằng là chư Phật Bồ Tát mà đúng nghĩa là các ngài không phải là chỉ có hiện về cái tính chất hữu tình không thôi, mà các ngài còn hiện luôn cả cái sự vô tình. Cho nên là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo là vậy đó. Cho nên là các ngài cũng hiện biến hóa ra luôn cả cái như là cây cỏ, thuốc men, lúa, đậu. Nói chung là những cái gì mà làm được lợi lạc cho con người, là con người trước tiên đã là con người. Để mà nuôi dưỡng con người sống thì các chư Phật Bồ Tát đều hiện thân, đều biến hóa ra được hết tất cả mọi cái. Đó là cái nhìn theo cái lòng mà từ bi vô lượng vô biên của Đức Phật. Bây giờ nói lại cái vấn đề mà gọi là tượng Phật Di Lặc. Sở dĩ chúng tôi nói cái điều này đó là bởi vì chúng tôi coi trên một cái YouTube đó, của một cái em thanh niên cũng là Phật tử đó. Nếu mà ai mà vô theo dõi những cái khâu mà đi du lịch đó nha, là quảng cáo về du lịch đó, thì có một cái em thanh niên Việt Nam mình đó, cũng rất là dễ thương, lấy cái tên là Fahoka ha, nó tên là Khải, đi các nơi và anh đi đến cái tượng Phật Di Lặc á ở Lạc Sơn. Thì anh đi anh nắm cái tài liệu á, cái tư liệu á, cũng rất là nghiên cứu rất kỹ, anh nói cũng rất là hay. Nhưng mà lúc mà đến á thì tại vì anh quen nhìn theo rồi, quen nhìn theo cái hình tượng Di Lặc mà coi như là bụng bự đó, theo kiểu Việt Nam Trung Hoa mà thờ đó thì cái nghĩa đó Di Lặc. Thì anh nói là không biết là mọi người ấn định đây là tượng Di Lặc, nhưng mà theo mình thấy tượng Phật Di Lặc này là giống như là tượng Phật Thích Ca, giống như tượng Phật Di Đà, thì chứng tỏ rằng là trong cái tâm của em á là nghĩ rằng là hình tượng Đức Phật Di Lặc là phải là cái ông Phật bụng bự mà cười te toét thờ ở các chùa Việt Nam hay là các chùa Trung Hoa mà trước khi đi vào đó mà thờ. Nhưng mà thực sự đó, cái tượng mà Phật Lạc Sơn đó, ngồi với tư thế là kiểu là vua đó, ngồi mà để hai chân xuống trên ghế, mà trên cái tòa để hai chân xuống và tay để trên hai cái đà bắp vế đó, thì đó là kiểu ngồi của vua, và đó chính là cái báo thân của Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà tại vì các em có lẽ là không có rành về Phật Pháp, không biết Phật Pháp, mà thật sự không biết, đừng nói là em nói, mà ngay cả những người đi chùa lâu năm bên Đại Thừa đôi khi không học không nghe cũng không biết. Bà cho rằng Đức Phật Di Lặc, hồi xưa tôi nhỏ tôi cũng nghĩ Đức Phật Di Lặc là cái ông mà bụng bự đó thôi chứ, hòa thượng bụng bự to cười, chứ đâu có nghĩ rằng là mấy cái sau này mình học pháp mình mới biết. Thì đó là gọi là cái báo thân của Đức Phật Di Lặc. Báo thân của Đức Phật Di Lặc. Cho nên là với Phật Pháp Đại Thừa đó, Phật Giáo Đại Thừa thì làm vô số hình tượng, vô số hình tượng chư Phật. Mà những vị Phật mà căn bản là mình biết là bốn vị Phật căn bản mà mình quen biết đó là Thích Ca, Di Đà, Dược Sư, Di Lặc. Thì đều có làm ra, rồi ngoài ra là Ô Trợ Bồ Tát, mà những vị Bồ Tát căn bản, bốn vị Bồ Tát, năm vị Bồ Tát căn bản mà mình thường xuyên mình quen biết đó, đó là Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng. Thì đều có tác ra. Thì đó là bên Phật Giáo Đại Thừa, chứ còn mà Phật Giáo Nam Tông thì không có, ngoài Đức Phật Thích Ca ra. Ngoài hình ảnh Đức Phật Thích Ca ra thì không có bất kỳ một cái hình ảnh Phật Bồ Tát nào khác hết. Đó là cái điều mà chúng ta ghi nhận ha. Thì cũng vậy, khi mà nói rằng mà quan niệm Phật về của Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Phát Triển, cũng như là quan niệm về Phật giáo Đức Phật về của Nguyên Thủy hay là của Nam Tông hay của Tiểu Thừa, thì nó cũng có những cái sự quan niệm khác nhau, quy y nó cũng khác nhau. Ví dụ như trên căn bản đó, mà một người chúng sanh đó, khi quy y Tam Bảo đó, thì là quy Phật là trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp, trở về nương tựa Tăng. Thì đó là cái điểm chung hết tất cả, cái như là những tông phái, những cái quan điểm đều chung hết đó.
Nhưng mà khi mà nói riêng biệt á, về mà đại thừa đó, thì khi chúng ta quy y Tam Bảo mà về đại thừa nó cũng khác nữa. Và chúng ta phải hiểu rằng mặc dầu trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là chỉ nói đơn giản là hãy thọ trì tam quy, là phải quy Tam Bảo cách đơn giản, và ai nghe cũng thấy rằng là cái pháp quy Tam Bảo nó căn bản. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói về tịnh độ, và tịnh độ là nói về đại thừa. Khi mà nói về tịnh độ đó là cõi Phật á, là nói về cái đại thừa một cách rất là thầm thâm và viên mãn, đại thừa rất là mạnh khi mà nói về tịnh độ. Cho nên mà nếu mà đi sâu vào đó, chúng ta cần phân tích sâu vào đó, chúng ta phải thấy rằng quy Tam Bảo, thọ trì Tam Bảo này đó, thọ trì tam quy này, nó không đơn giản chỉ là mình mà muốn trở về nương tựa vậy thôi. Mà chỉ hay là nói một cách rốt ráo, nếu mà trở về nương tựa được rồi là chỉ được cái gì? Chỉ được cái sự giải thoát giác ngộ, đó là Niết Bàn không thôi. Thì cái điều đó nó chưa đúng với cái tinh thần của Đức Phật, hay là tinh thần của Đại Thừa, hay là tinh thần của tịnh độ. Chúng ta nhớ nha. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nghe về vấn đề mà là thọ trì tam quy, hay là quy y Tam Bảo theo tinh thần Đại Thừa thì như thế nào. Như thế nào cho rõ để chúng ta thấy. Và đương nhiên chúng ta chỉ là nghe về phương diện lý mà thôi, phương diện nghĩa mà thôi. Thì trong kinh Đại Bảo Tích, cái phẩm của nói về các vị trưởng giả là những vị cư sĩ tại gia. Mà quý vị biết mà cư sĩ tại gia thời xưa Ấn Độ đó, thì mình không biết, có lẽ là theo, thứ nhất là theo cái phong tục, theo cái truyền thống, cho nên những người mà là cư sĩ tại gia đó mà tu tập, mà tham dự vào trong những cái pháp hội và đứng ra để mà bạch Đức Phật hỏi chuyện này chuyện nọ, đa phần là U Bà Tắc, là đa phần là cư sĩ nam đó, những vị cận sự nam nhiều hơn. Cho nên thấy đa phần trong kinh đó là nói đến, khi mà nói đến hàng cư sĩ thì đại diện cho cư sĩ nam nhiều hơn, cư sĩ nam đại diện hết á. Thì đây có vị trưởng giả tên là Úc Già, và cùng với nhiều vị trưởng giả khác, cùng với nhiều vị trưởng giả khác. Rất là nhiều. Thì các vị đã đến đảnh lễ Đức Phật, rồi mới thưa chuyện, thưa chuyện về cái con đường tu học của người xuất gia cũng như là của người tại gia. Người xuất gia đó thì xả bỏ thế gian mà đi tu tập đó, như thế nào. Còn người tại gia đó mà còn sống với đời sống của tại gia, của thế tục, còn của gia quyến, của gia đình, của trách nhiệm bổn phận gia đình xã hội, đại khái rất là nhiều, thì tu tập như thế nào. Thì trong đây đó, là trong kinh đây nói đó là có 500 vị trưởng giả được. Thì cái vị mà trưởng giả trong 500 vị đó thì có vị trưởng giả tên là Úc Già. Vị này bắt đầu mới đứng ra đại diện cho 500 vị trưởng giả để mà thưa bạch Đức Phật. Hỏi về cái sự mà tại gia. Bây giờ bắt đầu nó mới tiến thêm một bước nữa. Tại gia đây là những cư sĩ này không phải là những cư sĩ bình thường của cư sĩ, không phải chỉ là những cận sự nam, cận sự nữ bình thường, mà đây là những vị tại gia cư sĩ là hành Bồ Tát Đạo, gọi là tại gia Bồ Tát. Đó cũng giống như là quý vị cư sĩ Phật tử đang ở trong Zoom đây đã từng thọ Bồ Tát giới rồi đó. Thì mới đứng ra hỏi.
hỏi là thế nào đó là một cái tại gia Bồ Tát à, ở tại gia, ở cái bậc tại gia à, mà Đức Như Lai truyền dạy tùy thuận tu hành à, chẳng tổn hoại những cái pháp mà trợ giúp cho Bồ Tát ở trong hiện pháp, không có cái nghiệp để mà trói buộc à, hay là che đi cái sự hiểu biết đó à, cái các cái nghiệp mà trói buộc đó, để mà được cái công hạnh mà gọi là công hạnh tăng thắng, cái công hạnh mà cứ như là à, tăng lên và thù thắng nhất à, thì Bồ Tát tại gia đó phải làm sao à, rồi mới hỏi đến là Bồ Tát xuất gia à, thì Bồ Tát có hai hạng là xuất gia và tại gia. Thì xuất gia đó là quý thầy quý cô à, à, khi mà xả cái cuộc đời này đi xuất gia đó, thì các vị ấy đó là phải hành pháp như thế nào, tu thiện ra sao, phải trụ như thế nào à, như thế nào nên trụ và như thế nào không nên trụ. Thì lúc bây giờ Đức Phật á, mới nói, và Đức Phật nói đầu tiên á, nói về cho Bồ Tát tại gia nha à, cho nên tại vì trong đây á, thứ nhất là chúng ta nghe nè, trên cái pháp mà chúng ta đang nghe đó là cái pháp nói về pháp đại thừa, pháp tịnh độ à, pháp tịnh độ là pháp đại thừa à, đại thừa cái như là chung cùng viên mãn luôn đó à, đại thừa này bao trùm hết tất cả. Thứ hai là những vị mà nghe đây á thì cũng là những người Phật tử đi trên con đường đại thừa và những người đã từng thọ Bồ Tát giới cho nên đã từng thọ Bồ Tát giới rồi, thì bây giờ chúng ta là lắng nghe thử ra sao à. Thì Đức Phật mới nói với Úc già trưởng giả đó à, à, cái việc mà đầu tiên mà tu tập đó để mà à, tạo ra những cái công đức mà gọi như là tăng tiến và thù thắng đó, thì việc đầu tiên đó là Bồ Tát đại gia phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghe đơn giản ha. Nhưng khi mà quy Phật, quy Pháp, Tăng như vậy đó thì cái công đức nó rất là lớn, thì phải đem cái công đức tam bảo đó đó mà hồi hướng về đạo chánh chơn vô thượng à, nên nhớ nha. Cho nên cái người mà đại thừa, Phật tử đại thừa đó, tại gia và xuất gia đó, cái việc đầu tiên mà quy tam bảo thì đem cái công đức mà quy có quy tam bảo đó hồi hướng về cái con đường đạo chánh chơn vô thượng chánh giác, đó là cái quả vị mà thành thành Phật, phải hồi hướng như vậy à. Bây giờ là chúng ta phải xét nghĩ lại đi, ngay từ đầu mà chúng ta quy tâm bảo đó, chúng ta có nguyện như vậy không? Không, bảo đảm 100% không ai có nguyện như vậy hết, bởi vì lúc đó chúng ta không có hiểu điều đó. À, thầy mà truyền giới cũng chỉ truyền giới chúng ta quy tâm bảo, phát nguyện quy tâm bảo vậy thôi à, nguyện đệ tử con tên là nguyện suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng 3 lần như vậy thôi à, chỉ như vậy thôi à, rồi đến là đệ tử con tên là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, 3 lần như vậy là xong à, cũng chẳng có thể mà trước khi phát nguyện quy thì à, dạy cho mình sám hối thế thôi à, sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh lúc đó để thọ những pháp tam quy rồi xong thế thôi, đó là quy xong à, rồi sau đó là nếu mà được á, là truyền cho năm giới nữa, rồi sau khi mà truyền tam quy ngũ giới xong thì bắt đầu mới là giáo huấn à, mới dạy dỗ à, đã quy Phật rồi thì từ đây về sau hay là nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y như là à, trời thần quỷ vật, quy pháp rồi thì nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tài giáo, quy Tăng rồi thì nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tài sư ác hữu, vậy thôi đó. Chỉ vậy thôi à, và rồi nếu mà mình lúc bây giờ mình ý thức được, mình hiểu được thì mình à, con nguyện từ đây về sau đời đời kiếp kiếp con sẽ quy Phật thôi, không quy y theo thiên thần quỷ vật, quy pháp thôi, còn pháp ngoài đạo mà có hay cỡ nào đi chăng nữa thì con cũng không có theo à, quy Tăng thôi. À, cho dù mà là các vị giáo sĩ, đạo sĩ, bà la môn, sa môn gì đó mà cái như là tuyệt vời cái nào đi chăng nữa, nhưng mà không phải là tăng, không phải là tăng bảo, không phải nằm trong hàng tăng bảo của Đức Phật thì con nguyện không theo.
à, nó gọi là thầy tà bạn ác, nên nhớ vậy ha. Mà đừng có nghĩ thầy tà bạn ác là cái gì kinh khủng ha. Thầy tà là cái vị đó là không đi trên con đường giải thoát vậy thôi, mà đi đó là chỉ nằm, nó nằm ở trong thế gian thôi. Đó là tà, tà là nó lệch. Chúng ta nhớ cái chữ tà đó, gọi là tà à, đó, ví dụ như là quy pháp rồi, không quy ngoại đạo tà giáo. Cái giáo đó chẳng qua là bởi vì nó không có đưa mình đi vào trong cái con đường chánh đạo được, gọi là tà. Cái ngoại đạo là cái con đường đó nó không đưa mình đi vào trong cái con đường giải thoát à, trí tuệ đúng nghĩa, cho nên là ngoại đạo. Chúng ta nhớ vậy nha. À, chứ đừng nghĩ gì tà tà đó, nghe nó kinh khủng. Tà sư bạn ác, bạn ác là những người à, là những người bạn đó mà hướng dẫn mình đi trên con đường mà chỉ lòng vòng trong sinh tử luân hồi, thì đó là bạn ác. Cho dù á, mà có đưa mình về tới cõi trời đi chăng nữa thì cũng chưa phải là giải thoát, tại vì về cõi trời vẫn là có cơ hội bị đọa xuống những con đường ác, cho nên nó gọi là bạn ác à, không được gọi là thiện hữu. Thiện hữu là những người mà có khả năng giúp cho mình đi trên con đường giải thoát, giác ngộ thành Phật thì nó mới gọi là thiện hữu. Giúp cho mình vãng sanh tịnh độ thì đó mới được gọi là thiện, thiện hữu. Thì á, lúc bây giờ mình quy á, là mình chỉ biết như vậy thôi. À, mình chỉ biết như vậy thôi. Chứ còn mình đâu có nguyện mà dám nguyện sâu xa. Trời ơi, mình tu bao nhiêu năm trời rồi đó mà mình chưa dám nghĩ đến cái chuyện thành Phật. Thành thánh mình chưa dám nghĩ đến, để nói chi cái chuyện thành Phật đó, đa phần bây giờ nó trời ơi, con miễn sao con ăn hiền ở lành là được rồi, trời ơi cái như là miễn làm sao con sống tốt đẹp phải được rồi, còn nghĩ chuyện thành Phật đâu dám nghĩ đến, nghĩ đến chuyện thánh cũng không dám nghĩ đến nữa. Mà đó là tâm lý của chúng ta à, tâm lý của chúng ta. Nhưng đây Đức Phật nói những người mà gọi như là Phật tử tại gia đó, mà thọ Bồ Tát giới hay là đi trên con đường Bồ Tát đạo đó, thì phải nguyện như vậy và phải đúng nghĩa như vậy. Và đúng tất cả mọi chúng sanh đó, nếu mà nói theo con đường Đại Thừa đó, thì đúng là khi mà quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, là quy y là trở về cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đúng nghĩa nhất. Chứ còn mà nếu mà nói rằng là à, giải thoát sanh tử luân hồi không thôi đó, thì chưa có đủ, chưa có đủ à, chưa có trọn vẹn. Thì chúng ta sẽ nghe từ từ sau cái điều đó, để chúng ta thấy ra cái tinh thần của một người con Phật mà Đại Thừa đó, khi quy Tam Bảo đó, là quy Tam Bảo như thế nào. Thì bây giờ đây nè, Đức Phật nói với Úc Già Trưởng Giả đó, như thế nào gọi như là Bồ Tát tại gia quy y Phật à, thì phải nguyện như này: tôi muốn được thành cái thân Phật đủ 32 tướng trang nghiêm. À, nắm lấy được những căn lành ấy, tập hợp vào 32 tướng đại trượng phu. À, vì tập hợp những cái căn lành mà gọi như là à, để tạo thành 32 tướng đại trượng phu trang nghiêm này đó, cho nên phải xin tu hành tinh tấn, thì đó gọi là quy Phật. À. À, nếu mà quý vị nào mà đã nghe về kinh mà nhân quả quá khứ hiện tại vị lai đó à, quá khứ hiện tại đó, nói về cuộc đời của Đức Phật á, thì trong kinh đó Đức Phật nói cái như là mỗi một cái tướng hảo đó, là 32 tướng, mỗi một cái tướng hảo đó là phải tu vô số căn lành, và trong cái vô số căn lành đó là phải trải qua vô số kiếp à, ví dụ như vậy đó. Cái như là một kiếp đầu tiên á, làm phạm thiên à, là trở về cõi phạm ha, là cõi sắc giới đó, rồi á mới đến là bao nhiêu lần á, là sanh làm là vua trời Đao Lợi, là trời Đế Thích ha, rồi bao nhiêu lần á, làm vua Chuyển Luân á, mà trong bao nhiêu lần như vậy đó thì mới là kết tụ lại, tập hợp lại được một tướng hảo mà thôi. Cho nên mới nói rằng là lấy hết tất cả cái căn lành mà tập hợp 32 tướng đại trượng phu đó mà siêng năng tinh tấn tu học. Cho nên cái người mà Bồ Tát tại gia mà quy Phật á, là phải nguyện đời đời kiếp kiếp mà tu tập tất cả những pháp lành. Và những cái pháp lành đó đều quy hướng về để được cái thân Phật mà đầy đủ 32 tướng. Cho nên một Bồ Tát tại gia mà quy Phật á, là không ngoài cái vấn đề mà gọi là thành Phật. Tại vì tôi muốn được thành thân Phật đủ 32 tướng
À, thì thành thân Phật nó là một kết quả cứu cánh viên mãn. À, mà trong cái thân Phật đó là 32 tướng đại trượng phu. Mà 32 tướng trang nghiêm đại trượng phu này đó là từ đâu mà có ra? Là từ nơi cái chỗ mà tập hợp lại hết tất cả những căn lành. Mà nếu mà nói theo cái quá trình tu tập của một vị Phật theo nhất thiết hữu bộ đó, thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại tăng kỳ kiếp, như Đức Phật Thích Ca đó là đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đó là cái nhìn theo kiểu mà gọi là của nhất thiết hữu bộ. Mà trong ba đại A Tăng kỳ kiếp này đó, ba đại A Tăng kỳ kiếp này là điều tu tập tất cả những cái căn lành mà từ vi tế cho đến những cái căn lành lớn, từ những cái căn việc lành dễ đi đến những việc lành thật là khó, và cái khó nhất là xả thân này. Thí dụ như chúng ta thấy nè, cái như là Thái tử Tác Đọa, cái như là Ma Túc Đọa đã xả thân cái như là cho cọp nè, rồi móc mắt nè, rồi bố thí là cả vợ con nè, bố thí cả thân mạng nè, đó những cái việc làm mà căn lành nó rất là khó như vậy. Thì Đức Phật á, lúc mà tu nhân á, đều phải làm hết. Thì bây giờ á, là Bồ Tát Đại Gia cũng nguyện theo như vậy. Cũng nguyện theo. Vì con muốn thành Phật. Nói chung lại là vì thành Phật mà quy Phật. Chứ không phải là chỉ là quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bằng sanh. Cái mà quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bằng sanh, nó chỉ là một cái bước đầu tiên căn bản của tất cả chúng sanh phát nguyện quy y Tam Bảo vậy thôi. Đó là cái trở về Tam Bảo ban đầu. Nhưng mà tiến sâu vào một bước nữa đó thì là đi đến cái chỗ con đường thành Phật. Thì bây giờ con đường thành Phật thì trong đệ tử Đức Phật có hai hàng đó, tại gia và xuất gia. Thì bây giờ tại gia hay là xuất gia gì đi chăng nữa đó, là đã quy Tam Bảo là điều có cái tâm là hồi hướng thành Phật hết. Tâm hồi hướng thành Phật thì mới đúng nghĩa là người con Phật Đại Thừa. Cho nên Bồ Tát Đại Gia, Đức Phật dạy Bồ Tát Đại Gia quy Phật là bởi vì tôi muốn được cái thân thành Phật đủ 32 tướng trang nghiêm. Để rồi á, nắm lấy tất cả những căn lành mà tập hợp vào trong 32 tướng. Nắm lấy là cái nghĩa là làm hết tất cả những căn lành. Mà trong kinh Địa Tạng hay trong tất cả kinh điển Đại Thừa nói rằng đó là việc thiện mà việc lành mà dù nhỏ như khác cũng không bỏ đó, mà lớn như núi Tu Di đó cũng phải làm. Chúng ta nên nhớ như vậy, làm hết quy Phật. Đó là cái tâm nguyện là của một Bồ Tát Đại Gia mà khi quy Phật. Cho nên những hành giả tịnh độ nghe nè, sở dĩ mà mình muốn bản sanh tịnh độ là để thành Phật. Cho nên nếu mà thiếu cái tâm nguyện này đó thì không thể nào bản sanh tịnh độ được. Nếu mà chỉ là thấy cõi ta bà này sanh tử luân hồi khổ ghê quá, sợ cái khổ của ta bà mà để rồi đó, mà chúng ta đó mà chỉ cầu sanh về nơi cái chỗ mà gọi là chỉ có cực lạc thôi, không có cực khổ, thì như vậy là mình trốn khổ tìm và tìm sướng. Cái vấn đề mà trốn khổ tìm sướng này là một cái điều nó gọi là vô trách nhiệm, ích kỷ, hẹp hòi. Mà trong khi về tịnh độ là không thể có cái tâm ích kỷ hẹp hòi này được, mà về tịnh độ là phải quy y Tam Bảo. Cho nên cái điều kiện mà là quy y Tam Bảo Đức Phật nói trong đây đó là phải nguyện thành Phật, theo như trong kinh đây nói thì phải nguyện thành Phật thì mới được. Đó là quy y Phật ha, nói một cách đơn giản, một cách cốt yếu là vậy. Như thế nào đó Bồ Tát Đại Gia quy y Pháp? Đức Phật nói rằng Bồ Tát này cung kính Pháp, phải cung kính Pháp và người thuyết Pháp. Vì Pháp nè, là vì cái Pháp, là vì cái Pháp mà Đức Phật á, cái Pháp mà giải thoát, cái Pháp giác ngộ thành Phật đó, vì Pháp mà muốn Pháp, mà ưa Pháp nè, rồi có cái tâm á, là rất là ưa thích hỗ trợ Pháp nè, rồi có cái tâm là phải trụ trong Pháp nè, giữ lấy Pháp nè, rồi phải có cái tâm là hộ Pháp, bảo vệ Pháp của Đức Phật nè.
Đó, nghĩa là phải bảo vệ cái pháp luôn luôn thường trụ trong thế gian, mà giống như là Đức Phổ Hiền Bồ Tát mà phát nguyện vậy đó. Đó, cái như là thỉnh chuyển pháp luân mà thường tùy Phật học đó. Muốn ngộ pháp như vậy là mình phải thường tùy Phật học. Cho nên vì cái pháp của Đức Phật, là vì cái pháp bảo đó, mà có cái tâm là muốn ưa thích cái pháp, nói chung lại là có cái tâm là ham thích pháp, là tôn trọng Phật pháp một cách rất là tuyệt đối. Ngoài cái pháp Phật ra không có cái pháp nào để mà so sánh, để mà chúng ta tôn trọng cả. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên bắt đầu mới có cái tâm là muốn hỗ trợ cái pháp này, và muốn có cái tâm là làm sao mà mình luôn luôn an trụ trong pháp để mà sống. Ai mà an trụ được trong pháp á, thì người đó sẽ có một cái đời sống thật là an lạc. Đó, thọ trì pháp đó là cái pháp. Ví dụ như mình có cái pháp nào đó, ví dụ như là cái người mà bản thân độ á, chuyên niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, là giữ cái pháp tịnh độ đó, luôn luôn là thọ trì cái giữ cái pháp đó, chẳng những vậy là còn hoằng dương cái pháp tịnh độ ra, để cho gieo duyên với chúng sanh, nó gọi là trì pháp hộ pháp là như vậy, và để cho cái pháp đó nó được luôn luôn nó được trường tồn ở trong thế gian này cho chúng sanh hưởng lạc, gọi là hưởng vào để mà tu tập đó. Cái như là phải ở trong pháp một cách rất là vững chắc. Còn mình á, hôm nay nghe cái này, mai nghe cái kia, nghe cái nào thích cái đó chạy lung tung hết, chạy riết một hồi bỏ Phật pháp lúc nào không may không biết. Nhất là bây giờ chúng ta nghe nhiều cái pháp mà ứng dụng vào trong cái đời sống này gì đó, một cách rất là thực tế, ứng dụng cái pháp này ra nó có lợi liền, ví dụ như vậy, có thần thông, trị được bệnh, đang bệnh ung thư mà giờ trì cái pháp này là hết bệnh ung thư, nghe vân vân, nhưng mà không biết những cái pháp đó nó có phải là Phật pháp hay không. Mình nghe thì thấy nó cũng rất hay, thấy cái pháp này cũng rất là thiện, tại vì cái pháp này chẳng làm gì ác hết, cho nên mình thấy nó đâu có gì khác gì Phật pháp đâu. Mà thậm chí đôi khi trong những cái pháp đó người ta còn đưa những cái danh từ, những cái ngôn ngữ của Phật pháp vào nữa, thì mình nghĩ đó là Phật pháp thôi. Nhưng mà mình không biết, coi chừng, thì tất cả đều coi chừng hết. Thì đi trên con đường đạo Phật thì chúng ta thấy nó có hai con đường. Một là con đường giải thoát, hai là con đường thành Phật. Thì chúng ta phải thấy rõ, pháp nào cũng được cả. Cái, miễn sao cái pháp đó, cứu cánh đó, là phải xả đi cái ngã, không còn chấp ngã, không còn thấy có một cái ngã. Cái pháp đó làm cho mình không còn bám víu vào trong sanh tử luân hồi này, cho dù là người trời phước đức gì đi chăng nữa cũng không có ham thích. Cái pháp đó khiến cho mình thoát sanh tử luân hồi và đắc được niết bàn, thì đó là chánh pháp mà mình là cần phải bám giữ lấy, và hộ trì cái pháp đó, trụ vững trong cái pháp đó, không có xa rời cái pháp đó, thì đó mới gọi là trì pháp, trụ pháp và ở vững nơi pháp, và cái đó mới gọi là hộ pháp. Còn bây giờ đó, những cái pháp nào đó mà nói cho mình, thí dụ như bây giờ thật sự đó, thì khi mà chúng ta thí dụ bây giờ nó ngồi thiền đi, chúng ta sanh ra một cái cảm thọ an lạc, thấy thích quá, đã quá, tôi ngồi thiền ra tôi thấy nó an lạc quá, cái pháp này nó tuyệt vời quá. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy khi mà chúng ta đó cảm thọ được cái an lạc đó thì nó là gì? Nó đối lại với cái pháp mà chúng ta cảm thấy rất là phiền toái khi mà chúng ta chưa có ngồi thiền. Chúng ta cảm thấy rất là bận rộn, chúng ta cảm thấy rất là phiền não, chúng ta cảm thấy rất là trói buộc. Thì bây giờ một cái trạng thái phiền não, trói buộc và một cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy nó đã quá, thì tất cả những cái trạng thái này là do cái thọ uẩn nó phát sinh ra hết. Chưa có thoát ra khỏi thọ uẩn, chúng ta phải nhớ như vậy. Nếu mà đến cái chỗ đó mà dừng lại đó, đây là đã qua rồi đó, thì coi như là xong. Nói theo thiền là coi như là xong, mà chúng ta là bị cái cảm thọ nó dụ dẫn đi, bị nó lừa gạt, rồi mình chấp cho đó là thật, thật có, là không xong, rất là nguy hiểm. Đó là tôi nói là pháp Phật đó nghe, chưa nói những cái pháp của mà ngoại đạo đó, chưa nói những cái pháp mà của các vị mà gọi như là tà sư đó, mà lúc nào cũng xưng là minh sư đó, để tay lên đầu rồi cảm thấy điện chạy rưng rưng trong người này, cái đó nghe. Thì chúng ta biết đó là càng thê thảm hơn nữa đó. Thì đúng mà theo trong Phật pháp mà Đức Phật nói rằng là
là tà sư đó. Đó, tà sư ác thủ đó, rồi cái pháp mà của ông đó mà đưa ra đó, nó thuộc về là tà mà cái như là ngoại đạo tà giáo đó, rất là nguy hiểm vô cùng đó. Cho nên muốn vững được ở trong pháp nó rất là khó. Đó là nói trên căn bản của con đường giải thoát. Bây giờ nói trên con đường đại thừa thì sao đây? Những người mà đi trên pháp đại thừa, muốn trụ vững trong pháp đại thừa, thì gặp bất kỳ một cái pháp nào cũng vậy, con luôn luôn nguyện phát bồ đề tâm trên cầu thành Phật với độ chúng sanh. Cho dù bao nhiêu cái an lạc mà nó có xuất hiện đi chăng nữa, trong hiện tại trí tuệ thì mình thấy cái gì đi chăng nữa thì nó cũng chưa phải thành Phật đó, đã nó nằm là cái đó là cái chắc chắn, vì lời lạc cho chúng sanh, cái đó mới là cái chắc chắn. Còn bây giờ đó, những cái vấn đề mà gọi là đưa cho chúng ta cảm thấy có cái là an lạc lợi lạc gì trong cả bản thân của mình đó, mà mình không có đem lại đến lợi lạc cho mọi người, thì mình biết cái pháp này nó không phải là pháp của Bồ Đề Tâm. Vậy thôi, đó, an lạc quá rồi bắt đầu mình từ bỏ hết tất cả, trốn lánh hết tất cả mọi người thôi để tôi hưởng cái pháp an lạc này, thì như vậy là nó quá ra nó chuột tình là ích kỷ, gần như là chỉ hưởng thụ cho tự thân của mình mà không nghĩ đến cho chúng sanh. Thì như vậy là nó cũng chưa đúng. Cho nên cái người á, mà theo cái pháp đại thừa đó, theo con đường Bồ Đề Tâm á, là theo cái pháp đại thừa đó là phải cho vững vàng. Làm gì thì làm, con chỉ nguyện là Bồ Đề Tâm là duy nhất. Cho nên á, là pháp mà đại thừa cứu cánh viên mãn là bất vị tự cầu phước báu của trời người, không cầu quả vị của thanh văn duyên giác và cho đến Bồ Tát quyền thưởng không cầu, mà chỉ là cầu làm sao mà phát đại Bồ Đề Tâm và cùng với tất cả pháp giới chúng sanh mà đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì bây giờ Bồ Tát tại gia đó mà muốn quy pháp á, là phải như vậy, phải có cái tâm là ưa thích Phật Pháp Đại Thừa. Làm sao mà để cho Phật Pháp Đại Thừa được hưng thạnh, phải trụ trong cái Pháp Đại Thừa, phải giữ lấy cái Pháp Đại Thừa, phải bảo hộ cái Pháp Đại Thừa và phải vững chắc nơi cái pháp đại thừa, mà không có để bị cái pháp của thanh văn duyên giác nói mà mình chạy theo cái pháp mà gọi là thanh tịnh tự thân này cái nọ đó, mà chạy theo mình bỏ mình chạy theo là như vậy là không có vững nơi pháp. Mình phải luôn luôn ca ngợi cái pháp đại thừa đó, và an trụ vào trong cái pháp hạnh của đại thừa. Cho nên đó, là cái người Phật tử tại gia đó mà khi mà quy pháp là phải như vậy, mà cầu được cái pháp đại thừa, lấy cái pháp đại thừa đó làm cái sức mạnh như là cái chiếc áo giáp mà bận lên con người chúng ta để mà chống đỡ hết tất cả những cái chướng ngại của sanh tử luân hồi, của ngoại đạo, rồi những cái chướng ngại của cái pháp mà gọi như là pháp của thanh văn duyên giác. Khó lắm nè, không phải chơi không phải dễ rồi đó. Nó dùng pháp làm sức mạnh đó. Đó là cái pháp gì đó là pháp đại thừa, mà căn bản nó chính là cái Bồ Đề Tâm, dùng cái pháp đại thừa để làm cái khí trượng, là làm một cái như là cái vật, cái pháp khí đó mình nắm cho vững chắc đó, như cái cây gậy mà đi trên cái đường gồ ghề là trơn trượt đó, mà có cây gậy đó chống để đi cho nó vững, tại vì rất nguy hiểm. Mình tu tập một thời gian mà nó mệt mỏi quá là tự nhiên mình bắt đầu là sinh tâm. Sanh tâm là muốn nó đi vào trong niết bàn, cho nên phải cần phải tạo ra vậy, tạo ra cái sức mạnh kiên cố rất là khó. Đây là mình nói trên phương diện lý thuyết đó, nó là vậy đó, nhưng mà nó khó ghê lắm. Mình tu một hồi rồi đó, nếu mà thật sự mình ham tu là tự nhiên nó sẽ dắt mình đi vào cái con đường giải thoát tự thân liền. Là đôi khi bắt đầu mình có cái tâm yểm ly liền, yếm thế đó, là từ bỏ cuộc đời này rất là mạnh. Lúc bây giờ là không muốn gặp ai, nhìn ai, thấy ai hết, cho dù đó là ai đi chăng nữa cũng không có thích nữa. Cuộc đời này có cái gì đó vàng bạc để đầy nữa mình cũng không có ham nữa, rồi biết đó. Là nó sẽ đi vào con đường giải thoát đó, tự thân liền. Cho nên với một hành giả đại thừa, cho dù xuất gia tại gia đó, thì cũng phải lấy cái pháp đại thừa đó làm cái kim chỉ nam, làm sức mạnh, làm khí trượng, làm công vụ. Công vụ là như công việc mình làm hàng ngày đó, trong đời sống hàng ngày này của mình đó, thì dùng cái pháp đại thừa để mà sống mà làm việc đó. Mà những cái này là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi,
một người mà hành giả đại thừa đó, trong cái đời sống này từ lúc mở mắt ra cho đến khi đi ngủ không có cái gì là không phải là bồ đề tâm. Ra ngoài xã hội, đi vào trong công sở làm việc cũng bằng một cái bồ đề tâm hết á, thì đó chính là chỉ có pháp là công vụ là vậy đó, là chỉ có cái pháp đại thừa, chỉ có cái bồ đề tâm đó, nó chính là nó sẽ hướng dẫn mình, như là gọi như là sẽ thuyên chuyển mình, hay là đưa mình đi đến con đường đại thừa bằng vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì bắt đầu nguyện là tôi thành vô thượng bồ đề rồi, sẽ đem cái chánh pháp bình đẳng là pháp đại thừa nó ban cho tất cả chúng sanh trời người Atula, thì đây gọi là quy y pháp. Đó. Bây giờ là các hành giả đại thừa mới mệt mỏi nữa, lâu nay mình giữ trọn cái niệm quy Phật, quy pháp, quy tăng bình thường đã mệt mỏi rồi, bây giờ hành giả đại thừa Bồ Tát giới đã tọa Bồ Tát giới, nguyện đi trên con đường Bồ Tát đạo đó, là phải phát triển một cái tâm nữa còn kinh khủng nữa. Thì bây giờ là mình nguyện về tịnh độ làm gì? Nguyện về tịnh độ để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Để độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh bằng cách nào? Bằng cách là đem cái pháp chánh pháp đại thừa này mà tuyên thuyết ban cho tất cả chúng sanh một cách rất là bình đẳng, gọi là oán thân bình đẳng, trời người gì cũng độ hết. Và chẳng những vậy đó mà những bậc thánh Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát mà chưa thành Phật á, là mình nguyện á, đó là cũng phải độ luôn nữa cho các vị đó thành Phật luôn. Đó là nguyện đó nha. Tuy nhiên bây giờ mình chưa phải, nhưng mà nguyện như vậy đó, nguyện khi nào thành Phật. Đó là quy pháp. Bây giờ như thế nào là Bồ Tát tại gia quy y tăng? Nghe cho rõ ha. Các vị Bồ Tát. Bồ Tát tại gia đó, khi mà quy y tăng á, thì khi mà thấy cái bậc mà Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cũng như là tất cả những chúng sanh phàm phu. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó là tứ quả thánh của Thanh Văn. Rồi phàm phu là chưa có đi vào trong sơ quả trở lên. Thấy những người Thanh Văn thừa, nói chung lại đó là thấy điều kính thuận. Cho nên là mình là một Phật tử Bồ Tát tại gia, hay là cho dù Bồ Tát xuất gia, khi mà thấy những bậc thánh của Thanh Văn hay là những bậc phàm phu của Thanh Văn, thấy đều có cái tâm kính thuận mà mau mà tiếp rước, có những lời ca ngợi tốt đẹp, đi nhiễu cung kính. Tại vì những cho dù là thánh thì mình nói đi, cho dù là còn phàm đi chăng nữa, nhưng mà những vị này đều có cái tâm nguyện đi trên con đường từ bỏ sanh tử luân hồi mà chứng đắc niết bàn, hay là trở về lại với một cái dạng thanh tịnh, hay là thanh tịnh tâm. Những vị này là đã thoát khỏi cái sự ô nhiễm phiền não của tham sân si, và đang thực tập cái pháp là thoát khỏi sanh tử luân hồi tham nhiễm tham sân si, và sẽ cái như là thoát khỏi những sự tham nhiễm phiền não của tham sân si. Cho nên những bậc này là những bậc đáng cung kính cho dù là còn phàm phu. Thì chúng ta biết những người mà đi trên con đường đạo Phật hôm nay, đầu tiên đó là điều nhờ nghe pháp của Đức Phật, mà nhờ nghe pháp của Đức Phật cho nên gọi là thanh văn. Cho nên chúng ta đều là thuộc thanh văn hết. Đó. Như là tại gia xuất gia gì mà chúng ta đang nghe lời Đức Phật, chúng ta nghe pháp Đức Phật, chúng ta tăng trưởng tín tâm với Tam Bảo, chúng ta là hiểu biết, tăng trưởng được trí tuệ Phật Pháp, là do chúng ta nghe pháp, là do cái văn huệ đó, cái văn huệ. Thì đây nó là điều là thuộc thanh văn hết á. Cho nên những người con Phật là những người cho dù tại gia hay xuất gia thì đều là đáng cung kính. Tại vì những người này có cái tâm nguyện đi trên cái con đường đó. Cho nên một Bồ Tát tại gia mà gặp những cái bậc này là điều phải kính thuận, tiếp trước cung kính đàng hoàng. Nhưng phải tự nghĩ rằng cái điều này nó mới là rất là quan trọng. Nghĩ cái gì? Nghĩ rằng lúc mà chúng tôi được cái chánh chân vô thượng, có nghĩa là được cái quả vị Phật đó, nói cho dễ hiểu ha.
À, vì để mà thành tựu cái công đức là của bậc Thanh Văn đó, vì họ mà thuyết pháp, vì những bậc Thanh Văn mà thuyết pháp đó. Mặc dầu á, mình rất là cung kính những cái bậc Thanh Văn thừa này, nhưng mình không có cái tâm an trụ ở trong đó, cho nên gọi là quy y tăng. Cho nên thí dụ như mình rất là cung kính những bậc Thanh Văn, những bậc Duyên Giác, những bậc Bồ Tát quyền thừa, rất cung kính, nhưng mà mình không có tâm an trụ trong đó. Cũng giống như là cái bài mà phát nguyện mà trong Hồng Kinh Sám Hối vậy đó, à, bất bị tự cầu nhân thiên phước báo đó. Thanh Văn Duyên Giác nãi chí quyền thừa cũng không có cầu, à, mà chỉ cầu là thành Phật mà thôi. Cho nên khi mà thành Phật á, thì phải là thành tựu công đức cho cái bậc Thanh Văn á. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là về sau này đó, chúng ta sẽ nghe những cái điều này. Có nghĩa là làm sao đó, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca, khi mà Ngài thành Phật, Ngài thuyết pháp, à, Ngài độ cho tất cả những đệ tử Đức Phật đều chứng đắc như là tứ quả Thanh Văn, tứ quả thánh đó, từ tại gia cho đến xuất gia, à, rốt ráo là A-la-hán. À, thì đó là một trong những thành tựu công đức Thanh Văn. Nên Đức Phật thuyết ra pháp tứ diệu đế, thuyết ra 12 nhân duyên, à, để cho các vị này như là nương vào pháp tứ diệu đế quán chiếu để mà đắc tứ quả Thanh Văn, đoạn sanh tử luân hồi. À, 12 nhân duyên là nương vào 12 nhân duyên để quán chiếu để mà đắc được quả vị duyên, duyên giác. À, cho nên mới gọi là duyên giác. Nương vào cái nhân duyên đó để mà thấu đạt được cái sự giác, giác ngộ ha. Và tiến một bước nữa đó là chuyển đó đến cái giai đoạn mà giống như là kinh Pháp Hoa đó, kinh Niết Bàn này đó, là tam thừa quy nhất, ba thừa quy về một thừa thôi đó, thành Phật. Cho dù Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát gì cũng là thành Phật hết. Phải có cái tâm như vậy đó thì mới gọi là quy y tăng. À, chúng ta thấy ha. Thì nói chung lại, một vị Bồ Tát tại gia quy y tam bảo là vậy, quy y Phật là để muốn được thành Phật, quy y pháp là muốn được thực hiện được, là chuyển được cái pháp đại thừa. À, thứ nhất là thường tùy Phật học, là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. À, rồi đem cái pháp đó đó là ban bố cho tất cả chúng sanh trời người Atula vân vân. Đó gọi là quy pháp. Quy tăng cũng vậy. Quy tăng là đối với các bậc Thanh Văn là đại diện cho tăng. Tăng bảo là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Mã Đàm, A La Hán, A La Hán coi như là thánh quả, cho đến Thanh Văn phàm phu đi chăng nữa thì cũng đều cung kính hết. À, và phát nguyện rằng khi mà sau này con mà thành Phật rồi đó thì con sẽ thành tựu công đức cho những cái bậc Thanh Văn này. À, rồi thành tựu công đức Thanh Văn là chứng quả vị Thanh Văn xong rồi, tiến lên nữa đó là để cho những vị này phát tâm thành Phật. Đó gọi là quy ý, quy tăng. Thì như vậy một hành giả mà tịnh độ ha, đó là nói đại thừa nói chung, à, tư lương nói chung, rồi đến tư lương cho tịnh độ, hành giả tịnh độ đó, thì muốn sanh về tịnh độ đó, thì hành giả tịnh độ cũng phải quy y tam bảo bằng cái tâm niệm này. Phải bằng cái tâm niệm này thì nó mới đúng, nó mới tương ưng được với cái tâm của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà không phải lập tịnh độ ra để cho mình về đó hưởng thụ, hưởng an lạc, à, chán sanh tử luân hồi là khổ đau quá ghê quá. À, thật sự mà nói đó, mình nghĩ lại đi, chẳng qua là mình sợ, thứ nhất á, là mình sợ mình bị đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, chứ còn nếu làm con người á, mà được sung sướng á, à, không có bị phiền não này cái nọ đó, thì chắc chắn là mình đấu cầu vãng sanh tịnh độ làm gì. Lúc bây giờ nói đây là tịnh độ là đây, à, bảo đảm 100% như vậy. Nếu mình không có một cái phiền não, đó là chồng không bạc bẽo, vợ không cái như là phụ tình, à, con cái cái như là không có như là bất hiếu, ví dụ như bạn bè cái như là trung thành, cái đời sống này mình muốn gì được cái đó, thì chắc chắn mình đâu có nghĩ cái chuyện bỏ cái cuộc đời này mà để cầu vãng sanh. Nhưng mà chẳng qua đó là bởi vì trong cái đời hiện tại này đó, mình cũng gặp đủ thứ chuyện, à, đủ thứ chuyện phiền não. À, cái như lục bất tùng tâm và điều không như ý, cho nên á, mình mới sanh một cái tâm, nó là khởi một cái tâm là sợ,
Sợ cái cõi mà mới sợ con người thôi, mà nghĩ sâu xa nó chả không biết kiếp sau mình nữa là có được làm người hay không, hay là bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên là vì sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, vãng sanh tịnh độ cho nó khỏe. Chứ thật sự bây giờ mình mà bỏ cõi người này mà sanh về cõi trời, coi ôi trời ơi, sung sướng vô cùng. Sanh về cõi trời đó là thôi, chứ khỏi cần nghĩ cái chuyện vãng sanh tịnh độ, bảo đảm 100%. Nếu mình không có cái tâm mà đại thừa đúng nghĩa như vậy, không phát cái tâm đại thừa đúng nghĩa như vậy, không hiểu được cái pháp đại thừa đúng nghĩa như vậy đó, thì bảo đảm là cái tâm của mình là cái tâm mà gọi như là nhị nguyên. Đó là khổ và sướng, sợ khổ, thích sướng, bỏ khổ, được sướng, vậy thôi. Chứ mình nữa là không thể nào mà là có cái tâm mà gọi như là đúng nghĩa là vì thành Phật mà để rồi mà vãng sanh tịnh độ, không có. Đôi khi những cái từ ngữ đó chỉ lừa dối mình thôi. Cho nên muốn vãng sanh tịnh độ á, cho nên cái phước thứ ba Đức Phật nó phải phát Bồ Đề tâm. Thì nhưng mà cái đó chúng ta chưa nói đến. Bây giờ chúng ta nói đến cái chỗ mà quy tâm bảo thôi. Mới quy tâm bảo thôi là chúng ta đã thấy mệt rồi đó. Phải có tâm nguyện như vậy đó. Thì đó là mà một trong cái phước đầu tiên. Nhưng mà quy tâm bảo này chưa hết đâu nghe. Nếu quý vị muốn nghe nữa thì lần sau chúng ta sẽ nghe tiếp cái quy tâm bảo này của một Bồ Tát tại gia nói chung và kể cả xuất gia luôn nữa. Mà nơi đây là chúng ta là nghe pháp đại thừa, pháp đại thừa hết rồi, cho nên bắt buộc chúng ta phải đi trên con đường này thôi. Chúng ta không có con đường lựa chọn nào khác đâu. Đừng có, nếu mà ai mà hối hận thì cũng được, không sao cả, thì rút lui ra khỏi cái con đường mình đang đi. Rút lui ra khỏi con đường thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà ai đã thọ Bồ Tát giới rồi thì đâu có được xả đâu. Sorry nha, thôi quý vị nha, không có cơ hội nữa, đã thọ Bồ Tát giới rồi thôi. Cái này cũng như là ngậm bò hòn rồi đó, rồi ráng mà chịu. Nhai không vô mà nhả không được á, nhưng mà ráng nhai đi, pháp đại thừa ráng mà nhai đi. Rồi chúng ta sẽ thấy đó là một hành giả tịnh độ phải quy tâm bảo như thế nào. Chứ không phải chỉ đơn giản quy tâm bảo như lúc ban đầu mình nguyện đâu. Mình quy tâm bảo đâu, cũng không phải quy tâm bảo mà theo kiểu Phật tử của Nam Tông là chỉ mong cầu thoát khỏi ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà chỉ nguyện sanh về cõi trời người. Không phải như vậy, mà mình Phật tử đại thừa mà nói chung là Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, đảnh đại thừa đó Bồ Tát, mà nói riêng là tịnh độ. Cho nên chúng ta phải hiểu là tịnh độ đại thừa nó bất khả phân ly. Chúng ta phải hiểu như vậy. Vâng, A Di Đà Phật, hết giờ rồi ha. Rồi, kính chúc đại chúng an lạc cuối tuần và trong cái đời sống hiện tại, đặc biệt nhất là COVID đang hoành hành dữ dội. Ơi, đừng có mong. Hôm qua là lễ Phật xuất gia, kỷ niệm Đức Phật xuất gia. Tháng 2 này là cái tháng mà gọi là rất là nhiều ngày vía ha. 15 là lễ Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị nhớ nha. Làm gì làm, ngày 15 ráng mà tu tập. 19 tháng 2 là lễ vía Quan Âm đảng sanh, phải không? 21 tháng 2 là vía Đức Phổ Hiền, u trời. Là toàn những là nhân vật là quan trọng trong đời sống tu học của mình đó. Đức Phật Thích Ca là từ phụ bổn sư, ngài Quan Âm là ngài Phổ Hiền. Cho nên là tháng 2 này cũng là cái tháng mà chúng ta tu tập mãnh liệt. Cho nên nếu ai được thì phát nguyện từ hôm nay cho đến ngày rằm là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Lại danh hiệu Đức Bổn Sư. Không biết trong cái nghi thức tụng niệm đó là có nói đến cái nghi thức nhập Niết Bàn hay không. Mà ai mà ngon nữa đó thì phát nguyện tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Cũng như cho đến rằm ha. Tôi muốn lắm nhưng mà không có thời gian. Thời gian nó bị chi phối nhiều quá, giờ không có tụng kịp nữa. Nhưng mà nếu quý vị nào mà rảnh được đó là không bị vướng bận nhiều thế sự đó nha. Không vướng bận chướng duyên đó, thì phát nguyện tụng kinh Đại Bát Niết Bàn từ đây cho đến ngày rằm. Còn được 6 ngày nữa. Nên là tụng cũng phải dữ dội, tụng miên mật á. Thì không sao, mình tụng nguyên tháng 2 cũng được, không sao hết ha. A Di Đà Phật, rồi kính chúc ni sư trụ trì an lành để lo Phật sự và tất cả đại chúng được an lành. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này
khâm tăng ca đề tử ba chúng sanh na điều tròn thành phật đạo. Dạ, thì ai mà không có việc làm á, trong hiện tại đó thì 24/6 lúc 10 giờ sáng chúng ta vào nghe nghe pháp môn tụng kinh. Pháp môn tụng kinh là mấy tháng trời rồi mà giờ này cũng nó mới có bắt đầu vô lưu hương xà nhiệt. Tại vì Đà Phật không biết bao giờ mới hết lưu hương xà nhiệt. Đi Đà Phật xin thành kính chi ông thượng tọa. Dạ, đại chúng có ai có câu hỏi gì muốn đặt thì mình bật microphone lên để đặt câu hỏi nha. Như là người giữ máy cho câu hỏi. Rồi quý vị nếu muốn hỏi thì cứ hỏi. Hỏi thông thường thôi, đừng có đi sâu vào Phật pháp lắm, tôi không biết đường trả lời. Dạ, với là Phật, thưa thầy, con có câu hỏi rất là thông thường. Theo cái kinh điển Đại Thừa đó, con thấy sau ngài Phổ Hiền với ngài Văn Thù ít có ai mà đề cập tới, mà ít có nghe kinh điển gì của hai vị đó vậy thưa thầy? Dạ thật sự có chứ, nhưng mà tại vì mình không để ý thôi. Đúng ra là mình phải nghe. Thì đây á, là cũng là một cái điểm để cho mình thấy rằng á, là mình muốn nghe được những cái pháp mà để mình hiểu rõ thì cái nọ cũng điều đó rất là khó khăn. À, phải có nhân duyên. Thật sự đó là nói về ngài Phổ Hiền á, là chúng ta thường tụng đó. Mỗi ngày cái bài sám á. Sám Phổ Hiền. Phổ Hiền. Và nói rộng ra chút xíu nữa đó là chúng ta tụng trong hồng danh đó. Sau khi mà lạy 88 vị Phật xong đó là chúng ta tụng mà như thì đẳng về đây cái đó đó, chư Phật đó thường trụ tại thế thì chư Thế Tôn nó sở hữu tập phương thế giới trung mà cho đến Nam Mô Đà Phương Bồ Tát, đó là của ngài Phổ Hiền á. À, và nếu mà anh á mà muốn biết ngài Phổ Hiền là như là anh phải biết thì không biết hết đâu, nhưng mà cái kinh á mà ngài Phổ Hiền nói đó là anh cái kinh mà gọi là Phổ Hiền Hành Nguyện á, của Hoa Nghiêm á, mà trích ra đó mà nói về giải thích, trong đó nói ngài Phổ Hiền nói rộng ra 10 cái nguyện của ngài trong đó và rất là nhiều. Ngài Phổ Hiền rất là đặc biệt ở trong nhiều cái kinh tóm nhỏ cũng nhiều. Có kinh Phổ Hiền á, Đào Hữu đưa lên cái kinh Phổ Hiền, Phổ Hiền Hành Nguyện ha. Vâng, thì đó thì con nói còn ngài Văn Thù, ôm ngài Văn Thù nhiều lắm, nhưng mà đều nằm trong những cái kinh Đại Thừa đặc biệt, ví dụ như là Văn Thù Vấn Kinh rồi này cái nọ đó. Nếu mà quý vị nào mà đã từng tụng Đại Bảo Tích đó thì sẽ thấy ngài Văn Thù xuất hiện để mà nói kinh, nói pháp trong Bát Nhã, tại vì nó nằm trong những bộ kinh lớn nhiều hơn. Còn mấy cái kinh mà mình tụng hàng ngày đây đó thì kinh nó không có nó đề cập đến nhiều, tại vì cái cụ thể là tại cuộc đời này khổ quá. Cái khổ trong cuộc đời đó, cái khổ mà gọi như là khổ bình hoạn, khổ chia ly, khổ hoàn nạn nhiều quá, mà cái hành nguyện ngoài Quan Âm á, thì muốn cứu những cái khổ đó cho chúng sanh trong hiện đời, cho nên chư tổ mới trích cái phần kinh Phổ Môn đó ra, trong cái lúc qua đó ra để vào cho giới Phật tử Đại Thừa Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn tụng mỗi ngày để mà thoát cái khổ, đại khái như vậy. Và tiến thêm một bước nữa, trong đó là trong đời sống hiện tại thì thoát khổ phải cần ngài Quan Âm. Thì bây giờ sau khi đâu ai sống hoài đâu phải chết chứ. 100 tuổi, 200 tuổi phải chết. Thì chết đi về đâu? Thì là bắt đầu là dạy mình chết là đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì muốn về Tây Phương Cực Lạc thì nhờ Đức Phật A-di-đà, cho nên để kinh A-di-đà vào đó. Thì mình chỉ biết đa phần mình biết kinh A-di-đà, với kinh Phổ Môn là biết ngài A-di-đà qua kinh A-di-đà, biết ngài Quan Âm qua kinh Phổ Môn. Nó gọi là biết chi tiết đó. Rồi nếu mà sợ nữa đó, tại vì cũng chưa chắc là mình được vãng sanh, tại vì mình tạo nhiều cái nghiệp ác từ vô lượng kiếp, dễ rơi vào địa ngục, cho nên giới thiệu thêm ngài Địa Tạng qua kinh Địa Tạng đó, cái nguyện lực của ngài Địa Tạng này cái nọ đó, thì mình theo đó mình tụng để mình đoạn trừ tất cả những cái nhân chủng ác nghiệp mà tương ưng với quả địa ngục. Kinh nó nói về cái nhân quả của thế gian ở trong cái cuộc đời này cũng là nhân quả ở địa ngục, để cho mình tăng trưởng được cái niềm tin vững chắc. Vâng.
thì đó là tạng là vậy đó. Còn ngài Phổ Hiền Văn Thù thì phải đi sâu vào, tại vì hai cái hành nguyện, hai cái pháp hành của hai ngài này nó thâm sâu quá, nó phải đi vào pháp. Ví dụ chúng ta thấy là 10 hành nguyện ngài Phổ Hiền nghe rất là dễ, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quản tu cúng dường, nghe rất dễ nhưng mà thật sự nó không dễ chút nào hết. Nó dễ trên hình thức, chúng ta lạy Phật, chúng ta kính Phật, chúng ta ca ngợi Phật bằng cái miệng của mình, bằng khẩu nghiệp của mình thì chuyện rất là dễ. Nhưng mà thật sự đi vào cái pháp mà đúng nghĩa đó của lễ Phật, mà đúng pháp đó, thì nó rất là khó. Nó phải đi vào trong cái phương diện pháp chỉ quán. Chỉ rồi quán. Từ cái chỗ lễ Phật cho đến khi mà mình ca ngợi tán thán, cho đến cái pháp mình cúng dường. Rồi đến cái lúc mà sám hối cũng không có đơn giản chút nào hết. Phải quán bao nhiêu cái tội chướng. Đó mà trong kinh Hồng Danh mình thường tụng mỗi nửa tháng nó có để đó. Cái như là hoặc đời trước, là hoặc đời hiện tại, là những đời sau, đại khái như vậy. Mình đã từng tạo những cái nghiệp gì đó. Đó là cái cách đó nói ra để cho mình quán đó. Nhưng mà mình đọc suông đâu. Cho nên đúng ra là mình phải học kỹ hết trơn á. Mình phải hiểu, mình vô quán được. Nhưng mà mình chưa đủ nhân duyên. Cho nên bây giờ là mình chỉ tụng thôi. Khi mình tụng như vậy á, thì nó có cái công đức, nó tăng trưởng được cái phước đức về ba nghiệp của mình. Nhờ cái phước đức đó bắt đầu trí tuệ mình tăng dần, đến một lúc nào đó là bắt đầu mình học được những cái pháp đó, rồi mình mới là chuyên quán về những cái pháp đó. Ví dụ sau khi sám hối rồi mình ngồi mình tụng, đến chỗ đó mình ngồi mình quán từ vô lượng kiếp mình cũng đã từng giết cha giết mẹ, đã từng hủy bán sư trưởng, đã từng là giết A Xà Lê, đã từng trộm cắp, đã từng hại vật, vân vân. Đã từng cái như là lấy của thường trụ vân vân, đại khái như vậy. Mình phải ngồi quán rồi đó, mình quán là bao nhiêu tội chướng đó, nó dãy đầy nó đến trong tâm thức của mình, mà nương vào cái hồng danh của Đức Phật, lực Phật á, rồi nó tiêu tan đi, thí dụ như vậy. Đó là kết quả. Nhưng mà đó là vào pháp môn tu rồi, rất là nhiều. Vậy làm sao mà nổi cái ngũ năm là tùy hỷ công đức á? Trời, cái tùy hỷ công đức đâu phải đơn giản đâu. Người nào mà tùy hỷ được thôi, chứ tâm là rộng rộng lớn, vô lượng vô biên, tâm rất là vĩ đại đó, tùy hỷ công đức. Còn những cái sau, thí dụ như là 6 là thỉnh chuyển pháp luân, 7 là mong thỉnh Phật trụ thế, rồi 8 là thường tùy Phật học. Nội cái thường tùy Phật học đó không mà thấy đó mệt rồi đó. Vậy khi tới thầy Quan Hỷ, chừng nào thầy có lên giảng thì có thể giảng cho tụi con nghe hai cái hạnh của hai vị Bồ Tát đó không thưa thầy? Chưa, tại vì thầy đang nói một cái chủ đề khác thì nó cũng lần lần nó sẽ đến, nếu mà nghe lâu dài nó sẽ đến. Nhưng mà như là thầy một tháng mới có một lần á, phải không? Hay là vào tháng mấy mới có một lần thì sao đó? Thì như vậy thì còn lâu dài lắm. Nếu mà cái trường hợp này mà kéo dài thì mấy năm sau đó. Lâu rồi. Tại vì mình nói cái này á, thì không, khi mà nói đến á, mình sẽ nói liên quan đến, thấy không? Nó sẽ có liên quan đến, nó sẽ phớt qua, chứ không có đi chính vào. Tại vì nếu mà đi chính vào thì nó rất là nhiều chi tiết. Những vị hai vị Đại Bồ Tát, nó thí dụ như nó ngài Quan Âm thôi đó, thật sự mình đâu biết chi tiết của ngài nhiều đâu. Ôi giời, ngài Quan Âm mà học không á là nhức cả cái đầu, mệt mỏi lắm. Vâng, thì cũng là một cái hay gợi ý cho quý hành giả Đại Thừa quan tâm đến ngài Phổ Hiền và ngài Văn Thù bằng cách là phải tìm hiểu. Thì quý vị vào trong Google đó, bấm lên Văn Thù Bồ Tát là ai, thì tất cả một loạt tài liệu ra, quý vị tha hồ mà đọc để hiểu để biết á. Vâng, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi, cảm niệm công đức anh. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? A Di Đà Phật, nếu mà không ai có câu hỏi gì thì con xin hỏi một câu này là lúc mà sư phụ giảng về ngũ căn và ngũ trần và ngũ thức thì ngũ căn ngũ lực hả? Lục căn lục trần. Lục căn lục trần lục thức thì con khi mà con đọc có những cái bài báo người ta viết về những người mà người ta có một cái gọi là rối loạn về trong cái não bộ của họ như thế nào đó, và họ thay vì nghe
nghe âm thanh thay vì ngửi mùi hương, hoặc là nghe nghe tiếng nhạc chẳng hạn, thì họ lại nhìn được mùi hương và họ nhìn được cái tiếng âm thanh, tức là họ thấy nó có màu ấy. Khi mà ví dụ có cái mùi hương này thì họ không ngửi được, nhưng mà họ lại thấy nó có cái màu sắc gì đấy, cho mỗi một mùi hương là một màu nào đấy khác nhau chẳng hạn. Thì có những người ta bị như vậy thì liệu có phải là cái lục căn lục trần của họ nó không có tiếp xúc đúng với nhau không? Không phải hiểu vậy nè, cái đó thì đúng, thì lục căn lục trần, nhưng mà nó cái chính thức á, cái chính xác nhất đó chính là cái ý thức, không, khoa học nó gọi là não bộ thần kinh. À, ý thức thì tất cả những cái họ thấy, họ nghe âm thanh đó là từ đâu trong đầu của họ đó, mặc dù bên ngoài không có, trong khi cái lỗ tai của mình đó là chỉ nghe được cái âm thanh bên ngoài thôi, phải không? Cái nhĩ căn nó tiếp xúc với thanh trần là âm thanh bên ngoài nè, tiếng chuông, tiếng mõ, rồi tiếng nhạc, rồi tiếng xe chạy vân vân. À, chúng ta thấy như vậy. Còn bây giờ đó họ nghe đâu là âm thanh mà cái người bình thường không nghe, à, đó là nói vậy ha. Hay là thấy, họ thấy như thế nào đó, nhưng mà trong khi đó, những cái cảnh sắc đó, người thường không thấy, mà họ thấy ra được những điều đó, rồi họ nghe mũi, trong khi ở ngoài đó là cái hương trần đó, là cái hương trần, cái mùi bên ngoài không có, nhưng mà tự nhiên họ hửi được những cái mùi đó. À, bây giờ nếu mà nói ra đó thì nó chỉ có hai bậc, à, một bậc là bậc thánh, các bậc mà thông sáu căn thì này cái nọ đó, thì các bậc đó thì thuộc về là tuyệt vời rồi. Còn thứ hai nữa là loạn tưởng, điên khùng, thì cái đó đó ở trong duy thức học nó gọi là loạn tưởng ý thức. Cho nên cái ý thức bên trong á, cứ như là nó do cái ý căn với cái pháp trần, mà cái pháp trần đó hồi nãy con nghe đó là sư phụ nói là nó chỉ là nằm bên trong của tâm của mình thôi, chứ cái pháp trần đó nó không phải là cái hoa bên ngoài mà cái hoa bên trong, đúng không? Cái âm thanh lúc bây giờ mình nghe một tiếng nhạc đó, ví dụ mình nghe một danh ca nào đó hát đó, thì không phải là cái âm thanh bên ngoài nữa, mà lúc phân biệt đó, là cái âm thanh nhạc đó, nằm bên trong tâm thức của mình, cái pháp nhạc đó, nằm bên trong tâm thức của mình, hiểu không? À, thì cái ý thức lúc đầu là ý căn tiếp xúc pháp trần đó, nó sanh ra cái ý thức, nó phân biệt hay dở, thích và không thích. Thì bây giờ thì những cái người này đó, mà nếu mà nói theo bên y khoa đó, khoa học đó, mà người ta gọi là cho là những người này bị loạn tưởng á, thì trong đó là trong duy thức gọi là loạn tưởng ý thức, là cuồng ý thức, điên ý thức, là ý thức nó không, nó chỉ biết được ở trong ấy thôi. Nếu mà nói theo vào nữa đó thì đọc ảnh cảnh, nếu nó theo duy thức học cũng đọc ảnh cảnh, giống như là đọc đầu ý thức, có nghĩa là ảnh chỉ biết riêng biệt một mình ảnh thôi. Nhưng mà cái độc đầu ý thức này đó, nó cũng chưa có phải hẳn là thuộc về cái dạng mà thần kinh mà rối loạn theo kiểu y khoa nói. À, độc đầu ý thức này thí dụ như bây giờ đó là con ngồi đó, một mình đó, con nghĩ gì đến cái đó, nhưng mà nó không có tác bởi bên ngoài, à, những cái cảnh vật bên ngoài, không bởi sắc thanh hương vị xúc, thì cái đó, đó ý thức nó hoạt động một mình, nó gọi là độc đầu ý thức bên trong, nó theo ý thức học ha. À, thì cái đó, đó thì trong ý thức nó cũng có nhiều loại mà hoạt động. Độc đầu ý thức nghĩa là ngũ câu ý thức, là khi cái ý thức nó tiếp xúc với năm căn, à, tiếp xúc với cái năm căn năm thức là gọi là ngũ câu ý thức đó, là tiếp xúc với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì đó là bình thường như chúng ta đây gọi là ngũ câu ý thức. Rồi đến độc đầu ý thức, rồi mộng trung ý thức hoạt động trong lúc mình nằm mộng đó. À, rồi cái như là định trung ý thức, là những vị mà ở trong định mà thấy cảnh, à, như con nói thấy cảnh, nghe mùi hương, nghe âm thanh đại khái, đó do cái tâm họ đi vào định nó lắng sâu đó, thì họ bắt được những cái pháp đó. Và một cái nữa là loạn loạn trung ý thức, thì đó những người thuộc về thần kinh đó, bệnh thần kinh đó, bệnh thần kinh nó gọi là loạn trung ý thức. À, vậy. Con có một câu này nữa, nó không liên quan lắm tới cái bài hôm nay, thì con có nghe nói là ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì khi mà con tìm kiếm thông tin ấy, ở trên Google thì ghi là ngài sinh ra một cái vùng thuộc Quảng Đông của Trung Quốc, ngài Lục Tổ Huệ Năng ấy.
thì cái vùng cái thời của ngài là khoảng năm 600 bao nhiêu đó, thì có người cho là thời đấy thì vùng Quảng Đông đấy là của Việt Nam, thì có phải ngài là xuất phát là ngài là người Việt Nam không ạ? Này nó thuộc về lĩnh vực của sử học, những nhà sử học ưa giành giật À. thì là có nhiều cái tài liệu sử ta cũng nói là ngài Lục Tổ Huệ Năng là thuộc về của Việt Nam, nhưng mà đó là nói về thôi. Nhưng mà lúc bây giờ người ta là cái sứ của Trung Quốc rõ ràng rồi, mà Việt Nam gì thì nói về thôi. Tại vì cái sứ cái chỗ mà ngài đó lãnh Nam á, cái chỗ lãnh Nam đó, lãnh Nam đó, đó là đa phần ở là dân thiểu số ở. Cho nên khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng vào gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi ông đến đây làm gì, nó để làm Phật á, nói nó là mang đi mọi rợ cũng làm Phật nữa sao. Tại vì từ lãnh Nam đến, mà lãnh Nam á là coi như là mang đi mọi rợ đối với tức là những cái tỉnh thành Trung Quốc lớn. Dân Trung Quốc lúc bây giờ là coi cái như là người lãnh Nam, à, là dân tộc thiểu số đó, cũng giống như đó đại khái vậy, nó gọi là mường máng mọi rợ đó, dân giai cấp thấp hạ tiện ngu dốt đó, biết cái gì mà thành Phật. À, thì những cái vùng đó đó, cái vùng mà lãnh Nam đó, là nếu mà nói theo cái lịch sử xưa thật là xưa đó thì nó thuộc về của Việt Nam, đúng vậy, thuộc của Nam, nhưng mà xưa rồi, nếu ta mặc lịch sử xưa lắm rồi, cái đó nó còn nó như là cái thời kỳ của vua Hùng này cái nọ gì đó, trước công nguyên rồi gì này cái nọ chứ, thấy không? Thì bắt đầu mới nói các nhà sử học Việt Nam mình sử học của chắc của Phật giáo thôi mới giành giật cái chuyện đó, nói là ngài Lục Tổ Huệ Năng là thuộc về của Việt Nam, nhưng mà lúc đó đâu phải đâu, không không phải. Ok, dạ. Rất là nhiều vật, xin cảm ơn sư phụ. Tại chúng ta còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ, Di Đà Phật, con có câu hỏi. Dạ, Di Đà Phật. Nãy thầy có nói về ý thức ngũ câu và ý thức lục đạo á, con có đọc, thầy có thể giảng cho con hiểu về cái đới chắc cảnh và tánh cảnh không? Tánh cảnh đới chất cảnh đới đới chất ha, à, nói đơn giản thôi nghe, tánh cảnh là những cái cảnh gì đó là nó thật có, nó là tánh cảnh. Ví dụ như con mắt của mình á, khi mình nhìn thấy cái ly này nè thì cái này nó thuộc về tánh cảnh, à, cho nên cái tánh cảnh á, là đa phần á, là nó nằm ở cái nơi mà cái như là năm căn tiếp xúc năm trần, nó thuộc về tánh cảnh. À, nó thuộc về tánh cảnh, là đây là cảnh thực nè, cái này nó phân vô khó lắm, vô pháp sâu thì rất là khó, là thuộc về tánh cảnh. Nhưng mà khi mà ý thức mà đi vào mà phan duyên phân biệt rồi đó thì lúc đó là nó không còn là cái tánh cảnh nữa. À, nhưng mà tại sao, ví dụ như tại sao mình nhìn thấy đây là cái ly, là bởi vì trong cái nó theo duy thức là cái tạng thức a lại da của mình á, nó đã có cái ly này rồi, cho nên mình nhìn thấy mình nó ra cái ly, đúng không? Cho nên nó cái ly này nó đã hình thành ở trong cái a-lại da thức, thì lúc bấy giờ cái ý thức á, nó hoạt động với cái a-lại da thức này để mà nó đem ra, à, nó đây là cái ly, à, thì cái tánh cảnh á, tánh cảnh á, cái cảnh á, là cảnh là một cái cảnh mà là cảnh thật, mà cảnh thật này là nó từ nó thức, nếu nó theo duy thức thì nó là do thức nó biến hiện ra tánh cảnh. Còn đới, đới là mang theo, đới chất, à, là một cái cảnh á, mà gọi như là mình mang theo về thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình ở ngồi mình nhìn phía đằng xa đó, mình thấy ở trên đó khói nó bay lên thì mình nghĩ là dưới đó người ta đang đốt lửa củi, mình nghĩ à cái chỗ đang như là đốt củi đang barbecue, thí dụ như vậy, nên cho nó có nó khói nó bay lên để mình nghĩ như vậy. Thì cái đó là nó thuộc về là đới chất cảnh. Cái này thì phải đi vào trong trong pháp nó phi duy thức á, nó rất là chi tiết, à, nói ra nó nhiều, nó rất là nhiều cái pháp ở trong đó chi li lắm. Học về cái tánh cảnh đới chất cảnh này là cũng rất là mệt lắm, à, tánh cảnh đới chất cảnh, đọc tánh cảnh này cái nọ, mình mà học riết rồi mình biết mình đang nó nằm ở đâu, cái chỗ nào nữa, và cái chỗ nào là tánh cảnh, chỗ nào là đới chất cảnh nữa. Tại vì đôi khi nó cho nên cái duy thức á, là vô cái pháp nó chi li ghê lắm.
Vô cái pháp nó chia ly nó đòi hỏi mình phải có một cái tâm mà cái chú tâm nó đành rồi mà còn cái trí tuệ về pháp nữa. Thật sự mình học thì mình chỉ học căn bản vậy thôi, đại cương vậy thôi, là biết di tức nó là như vậy vậy thôi. Còn mà khi mà đi sâu vào những cái điểm đó nữa đó thì bắt đầu mình thấy phân biệt cái nội cái tánh cảnh nó không ở đầu hữu đọc đó. Đã nghe nói rồi mà đọc và kỹ luôn được tới đó, nhưng mà đôi khi không có thấy rõ được nữa. Mà cái tánh cảnh này nó cái chỗ nào mà thực sự là cái tánh cảnh đó, ví dụ mình thấy cái cảnh vật bên ngoài thì nó, và thí dụ như là người ta đã là đặt ra quy định, nó theo thế gian nó quy định đây là cái ly, thế gian quy định đây là cái ly, chấp nhận đây là cái ly, thì lúc bây giờ là cái ly này á, nó quy vào trong cái tàng thức ai da của mình, nó quy nạp vào trong đó rồi. Cho nên khi thật sự khi mình thấy cái ly này đó, là không phải là mình thấy cái ly bên ngoài đâu, mà mình thấy cái ly ở trong cái tâm thức của mình, thì cái đó là nó thuộc về tánh cảnh, nó thuộc về tánh cảnh. Còn đới chất cảnh đó, là nó phải đi qua cái anh chàng mà cái như là mạc na thức nữa. Mạc na thức nữa, nên là đới là nó mang theo đó, vác á. Chúng ta thấy chữ đới nghiệp vãng sanh đó, là mang cái nghiệp đi vãng sanh đó. Thì bây giờ đới chất cảnh là cái cảnh đó, cái cảnh đó là nó mang theo, nó dựa vào. Cũng giống như ví dụ mình đây là cái bảng chữ. Bây giờ mình muốn viết những cái chữ này á, mình kê một cái giấy trắng lên đây, mỏng thật mỏng, rồi bắt đầu mình viết mình đồ lên đây nữa. Thấy không? Thì khi mà viết đồ lên đây đó, thì nó cái mà viết đồ lên đây nó thuộc về đới chất cảnh. đó gì thế mình thấy đó, nó là đới chất cảnh. Cái như là mang, là mình dựa vào cái chỗ này, cho nên khi mà mạc na, nếu mạc na thức á, thì mạc na thức lại là sinh hoạt với gì nhiều nhất, sinh hoạt với a là gia thức nhiều nhất, tại vì mạc na thức tức là duyên với a là dứt, a là gia thức để mà chấp ngã, chấp một cái có ngã thật. Bây giờ bình thường mình đây đó, mình thấy có cái ngã thật đó là do cái mạc na thức đó, là nó duyên vào a là gia thức và nó chấp cho đó là có cái thật ngã, cho nên a là gia nó thuộc cái mạc na thức nó thuộc về là cái chấp ngã là vậy đó, chấp ngã kiên cố lắm. Thì cái anh chàng mạc na thức á, cũng phải dựa vào a là gia thức để ảnh thấy biết đó là tất cả các pháp là như vậy. Rồi đó bắt đầu đó, từ cái mạc na đó nó đưa qua anh chàng ý thức, ý thức mới hoạt động phân tích phân biệt này kia nọ như vậy một cách rõ ràng. Đó là từ bên trong mà đi ra tới bên ngoài. Anh ý thức á, ảnh là ảnh đứng ở giữa, ảnh tiếp xúc bên ngoài là gọi là ngũ câu ý thức. Rồi ngũ câu thức ảnh đưa vào trong mặt na đưa vào trong a lại già. Tức là ý thầy nói rằng là tất cả những cái gì mình thấy, cái ly hoặc cái bàn là do cái ánh mắt na thức mình lấy từ trong đó. Này cái là đúng là vậy đó, nhưng mà anh ý thức á, anh lấy tiếp xúc với cái a là gia thức, cái thức thứ 8 á, nó duyên ra. Nó duyên ra. Nó duyên ra. Nó duyên ra, cho nên khi mình thấy đó là cái ly. Khi mà nói tánh á, thí dụ như mình nói là ở thế gian á, nói theo cái pháp này là dựa vào pháp thế gian á, dựa vào cái mà gọi như là thế đế đó, tục đế đó, mà Đức Phật với chư tổ mới phân biệt cho mình thấy. Thí dụ như nói là cái tánh, tánh anh này, tánh anh kia, tánh anh này thì hiền, tánh anh kia thì dữ, tánh này thì chung chung, thí dụ như vậy. Cái bản tánh á, thì cái tánh á, người ta cho cái tánh á, nó làm ở thế gian người ta cho nó là một cái gì như là thật, đúng là như vậy. Người ta nói rằng là cái gì, là giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời. Khi mà đến bản tánh rồi thì nó là như vậy đó. Làm gì làm đánh chết đi nữa thì cái bản tánh nó vẫn là như vậy, ý là như vậy đó.
À, thì khi mà nó tính cảnh cũng vậy, cái cảnh đó là nó đã ấn định như vậy rồi thì nó là như vậy. Cái này mình đưa lên mình nói cái ly ai cũng chấp nhận hết, nhưng mà nếu mà nói một cái khác thì không chấp nhận. Như vậy cái mà mình và mọi người chấp nhận cái ly này từ đâu mà ra? Cho nên nhìn vào, ai nhìn vào, ồ cái ly. Nhưng mà thật ra đó, duy thức nói đó là do từ thức nó biến hiện ra cái ly này mà thôi. Do trong A là gia thức đã quy định, nó đưa cái ly hình ảnh này vào, hay là những hình ảnh giống như cái ly đó, đó là từ nó đúng phân ra, nó còn có tổng tướng, nó còn biệt tướng rồi nữa. Nhiều lắm. À, thì bắt đầu nó từ trong cái dạng A là gia thức đó mà nó đưa ra. À, cho nên duy thức học nó là tất cả sơn hà đại địa rồi gì đó là do thức biến hết, là như vậy đó. Do thức biến hết. À, gọi là duy thức. À, có dịp á, có dịp mình nói về cái này, học về mấy này để tỉ mỉ hơn. Dạ, cảm ơn. Nói về mấy cái này nó phải dựa vào bài bản, chứ rồi nói cũng không, nó nói hồi nó trật lất mất tiêu nguy hiểm. Mấy cái pháp này mình cũng dám dẫn chơi. Dạ, Di Đà Phật. Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Rồi, thôi nghỉ nha. Rồi, 4:30 rồi, đúng 2 tiếng đồng hồ. Đại chúng vui vẻ. Di Đà Phật. Hy vọng mình sớm gặp nhau. Dạ, hẹn gặp lại. Dạ, Di Đà Phật. Rồi, thôi nghỉ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cung kính thánh lễ thầy. Kính chào đại chúng. Chào thầy. Chúc an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin chào đại chúng, hẹn gặp lại tuần sau ạ. Dạ, Di Đà Phật.